Xin chào mọi người nhá. Xin chào chị Nguyễn Khuyên. Xin chào và cảm ơn chị nhá. Xin chào mọi người. Hôm nay em sẽ bán hàng sao Thiên Vương này. Cây rất là đẹp luôn. Sao Thiên Vương nhá các chị nhá. Bông đẹp vô cùng luôn. Hôm nay em sẽ bán với giá 300k một cây nhá các bác nhá. 300k một cây đây này. 300k cho nên bác nào mà muốn hàng này thì báo em nhá. Xin chào Hải Linh. Ôi, mặt bông đẹp lắm luôn nhé mọi người nhá. Mặt bông đẹp cực kỳ luôn này. Đấy mọi người, hôm nay xem cả mặt bông luôn nhá. Xin chào cậu bé Bút Chì. Mọi người muốn mua hàng luôn hay là muốn chơi mini game nào? Hôm nay em có một cây định tặng cho mọi người một cây mini game rất là đẹp luôn. Là dòng dòng mít này. Tính là sẽ tặng cho mọi người. Nhìn cũng ưng đó. Xin chào chị Lan Hương Nguyễn. Mở hàng giò em vừa cầm dạ. Chị ơi, giò đậm này phải không ạ? Chị yêu ơi, chị Khuyên ơi, cái giò này phải không ạ? 300k nhá. Rồi 300k bạn ơi, sao Thiên Vương nhá. Rồi ok cho chị Khuyên này. Chị Khuyên ơi, cho em để chỉ anh nhá. 300k thôi nhá. Hôm nay hàng Khuyên Nguyễn này. Em đang ở trên vườn cho nên em sẽ bán cho mọi người luôn ở trên vườn luôn, tại vườn luôn nhá. Đây là giò của chị Khuyên Nguyễn nhá. Thiên Vương nhá bạn ơi. 300k nhá. Sao Thiên Vương thì nó hơi đắt một chút nhá. 300k xin chào. Rồi ok, đợi mình một chút nhá. Cho những ai người ta đang có nhu cầu á thì mình sẽ bán luôn cho mọi người. Sau rồi là mình sẽ chơi mini game nhá. Xin chào Trang Nguyễn. Để chị lên lấy mà. Rồi ok chị ạ. Rồi cảm ơn Trang Nguyễn này. 300 cây một chậu thôi nhé mọi người nhé. Xin chào Nguyễn Hoàng Giang. Cây đợt này rất là đẹp luôn. Mọi người có nhìn thấy rõ không nhỉ? Đây. Mọi người ơi, ai lấy nụ thì báo em nhá. Ai lấy nụ thì báo em nào. Ai lấy nụ thì báo em nha. Có cả hoa cả nụ nha. Có màu đậm màu nhạt nha mọi người ơi. Có cả màu đậm và cả màu nhạt này. Đây là một màu đậm này, rất là đậm luôn. Sao Thiên Vương bao giờ nó cũng có kẻ bông nha. Xin chào Nguyễn Khuyên, chốt 2 cây 500. Đã thấy là đã thấy là trả giá rồi. Rồi ok, em chốt cho chị này, hai cây đẹp này. Hai cây đây nhá chị yêu nhá. Hai cây đậm hay là nhạt đây? Hai cây đậm hay là nhạt đây? Rồi ok chị Khuyên Nguyễn này. Rồi ok, hai cây cho chị Khuyên Nguyễn này. Ok chị Khuyên Nguyễn nha. Mọi người ơi, có cả màu đậm, có cả màu nhạt nhá. Có cả màu đậm, có cả màu nhạt nhá. Cây nhiều mầm ạ. Rồi ok, em sẽ lấy cây nhiều mầm cho chị. Ok, em lấy cái cây này nhiều mầm nhá. Cây nhiều mầm đây nhá. Rồi em để cây nhiều mầm đây cho chị nhá. Ok ạ. Chốt một cây. Chốt hai cây 500k đậm nhất. Rồi ok Thủy Trần này. Thủy Trần cho mình địa chỉ và số điện thoại đi nào. Đậm nhất đây nè. Mình lấy một cây nụ và một cây hoa nhá. Thủy Trần nào. Rồi ok, chờ mình một chút để mình chụp ảnh lại đã. Rồi Thủy Trần này, hai cây của Thủy Trần đấy nhá. Hai cây rất là đậm luôn nhá. Có cả đăng nụ nữa. Mọi người thích nụ thì nói nụ nụ nhá. Hai cây Thủy Trần này. Ok Thủy Trần này. Mình cũng không có thời gian để ván livestream nhiều đâu, cho nên là mọi người thông cảm nhá. Thủy Trần này. Ok Thủy Trần này. Lên đây đóng hàng cho khách xong rồi là bỏ hơi tiện thì. Rồi chờ Nguyễn Khuyên. Rồi chị chờ em một chút nha.
Thúy Trần này. Rồi ok. Nguyễn Khuyên này. Ok nhá. Tiếp tục nào mọi người ơi. Hôm nay em bán sao Thiên Vương nhá. Hai dòng sao Thiên Vương có hai loại nào. Một loại đậm và một loại nhạt này các bác ơi. Bông rất là đẹp luôn nhá. Bông của nó rất là đẹp luôn. Chị xem lại hai chậu của chị à. Chị Nguyễn Khuyên đây, hai chậu của chị đây ạ. Hai chậu của chị Nguyễn Khuyên đây nhá. Đây ạ. Gốc rễ cũng rất là đẹp luôn nhá. Rồi chờ em một chút nhá, để em bán hàng xong rồi em sẽ chơi chơi game sau nhá. Đây này em sẽ tí em sẽ tặng cho mọi người cây này này. Cái mít này nhá. Còn một cây đậm cây nhạt hơn nào, bác nào chốt cho em hai cây này không nào? Hai cây nhá, hai cây giá em bây giờ em đang bán cho mọi người là có 500k hai cây thôi nhá. 500k này, 250k một cây này. Bác nào lấy nụ thì bảo nụ em nhá, còn bác nào mà lấy hoa thì báo em. Mọi người hôm nay chắc là ở nhà cũng đang buồn đúng không? Em lên cho mọi người vui tí nhá. 500k bác nào chốt cho em nữa không ạ? À? Ồ. Chọn cho chị cây nụ nở mắt đậm rồi ok. Chọn cho mình nhiều cây con rồi ok Thủy Trần nhá, yên tâm nhá. Mình sẽ chọn. Hoa rất là thơm chị ơi, thơm lắm luôn á, thơm lắm luôn á. Em thì em bán thì cũng không có nhiều người đóng cho nên là mọi người mua đến đâu thì em sẽ đóng đến đó nhá. Đây này nụ đây này. Có nụ nhiều luôn nhá mọi người nhá, một đậm một nhạt rồi ok. Một đậm rồi em cảm ơn ạ. Rồi Thủy Trần một đậm một nhạt ok Thủy Trần nhá. Đang nụ có đang nụ nha mọi người ơi, đang nụ đây nha, có cả đang nụ nha. Chốt một cây nụ đậm rồi ok. 36. Bạn Trần Cận Huy ơi, bạn đã cho số điện thoại thiếu nha. Trần Quận Huy nha. Chốt thì chốt lại cho mình nha, số điện thoại thiếu rồi. Rồi ok. Trần Cận Huy này. Rồi nha, bạn Trần Cận Huy này, nếu mà muốn lấy hàng thì sẽ cho mình lại số điện thoại nha. Ok này. Cây rất là đẹp nha mọi người ơi, Trần Cận Huy này rồi ok này. Ok bạn nha. Tiêu Long này rồi ok. Một cây đậm này, một cây nhạt này, ok này. Một đậm một nhạt đây nha. Tiêu Long này. Ok Tiêu Long này. Ok Trần Cận Huy nha. Anh Bình ơi. Ok Trần Cận Huy nha. Rồi cái đậm của Trần Cận Huy đây nha. Tiêu Long này, ok Tiêu Long nha. Rồi có cây đang nụ luôn. Rồi chị sẽ chọn cho em một cây đang nụ nha. Cây đang nụ hả? Bảo ơi! Cây đang nụ đây nhá mọi người ơi. Cây đang nụ nào, bác nào cần cây đang nụ nào em cho cây đang nụ nào. Bác nào cần cây đăng nụ này, em đang có đây, cây đăng nụ đây nhá. Cây nụ đây ạ, mặt bông hoa của nó đây nhá mọi người ơi. Nụ đậm và nụ nhạt nhá, đây là sao Thiên Vương nhá mọi người nhá, sao Thiên Vương này. Chiều có, chị ơi chiều em không ở vườn, em ở cửa hàng nhá. Hôm nay em lên trên vườn em đóng hàng cho khách thôi. Đây là đậm này, đây là nhạt này mọi người ơi. Rồi bác nào chốt thì cho em địa chỉ và số điện thoại nha. Văn Quỳnh này cho em cây hoa đang nụ nhiều mầm rồi. Ok, anh Bình ơi lên đây phụ em với. Văn Quỳnh này cho mình địa chỉ và số điện thoại đi nào. Văn Quỳnh nào. 250k một cốc.
Đổi cây, chị cây hai nụ đang cầm. Chị khuyên Nguyễn ơi, một chút này em sẽ đổi cho chị nhá. Ok Trang Nguyễn này, hai cây 500k nhé các bạn ơi. Sao Thiên Vương nhá, Sao Thiên Vương nhá. Hoa rất là đẹp luôn nhá mọi người ơi. Hoa rất là đẹp luôn. Rồi một chút này em sẽ tặng, em sẽ ấy cho chị, chỉ cần lúc đó chị nói em thôi mà là được thôi nhá. Chị nhắn tin cho em là được, để em mãn hàng một chút nhá. Mặt hoa đây mọi người nhá, một đậm một nhạt nào. Một đậm một nhạt nào, bác nào chốt cho em thêm không ạ? Một đậm một nhạt 500k nhá các bác nhá. Rồi ok. Cây hoa đây mọi người nhìn xem nhá. Đây đây, mọi người xem hoa này rất là sai hoa luôn, rất sai hoa luôn. Văn Quỳnh này, ok Văn Quỳnh đã cho số điện thoại này. Từ đi chồng ơi. 250k rồi, ok Văn Quỳnh nhá. Chỗ để mà để hàng. Văn Quỳnh này. Đậm này. 250k. Dạ. Rồi đây là Nguyễn Khuyên hai em hay. Để dọn nó thì rộng chỗ thì mới chỉ để hàng được. Em cứ để cái này thì xong rồi. Chuyện rồi đó. Ok Văn Quỳnh nhá. Đã có đơn cho Văn Quỳnh. Rồi còn bác nào chốt thêm cái hàng bây giờ đang ít người nào, bây giờ đang ít người nhá. Em sẽ cho mọi người em sẽ chơi game cho mọi người nhá. Sẽ chơi game cho mọi người được. Chị Trần Lân ơi, em chào chị. Chào chị Trần Lân. Chị Trần Lân hôm nay có lấy cái gì cho em không? Hôm nay đây là có sao Thiên Vương rất là đẹp ạ. Văn Quỳnh của em hoa nhạt rồi. Ok Văn Quỳnh nhá. Văn Quỳnh hoa nhạt này. Nụ hay là hoa em ơi? Văn Quỳnh ơi, hoa nhạt của em đây nhá. Hoa nhạt của em và đang có nụ đây nhá. Rồi ok Văn Quỳnh này. Ô, khắm gì cho rơi vợ này. Ồ. Vợ không biết à. Thôi chồng đừng có lại, dạ. Lại không có lại lại thát ra giờ. Để nó yên cho em. Thôi kệ đi. Rồi được rồi. Rồi bây giờ tạm chị Trần Lân ơi, hôm nay có lấy cho em một cây sao Thiên Vương không? Cây rất là đẹp luôn, có cả đậm cả nhạt luôn ạ. Dạ đây. Đây này. Rồi. Chờ em một chút để em tặng cho khách một cây đấy nhá. Đây cái này. Đây, em cắm vào que lên rồi vào sàn cho nó đẹp thôi để năm nay. Rồi em chào anh Nguyễn Bình. Cặp kim đâu vậy nhỉ? À có nụ chị ơi. Chị ơi có nụ nha. Có nụ nha. Kim đâu hết rồi em. Mọi người ơi, mua ở trên livestream đây này, mọi người phải khi nào mà hàng của Trần Thị Nhung ở Thanh Hóa đến thì mọi người, vườn Lan Bình Nhung ở Thanh Hóa đến thì mọi người hãy nhận nhá. Rồi đúng rồi, Thủy Trần hai cây hai cây đậm cả. Đây đang nụ đây chị yêu ơi. Đây là đang nụ nhá chị. Chị gì nhờ chị Trần Lân này, đang nụ này. Nụ đậm này, nụ nhạt đâu nhỉ? Đây. Đây. Đó đúng rồi đó, anh ghim cho em ấy. Được rồi đây. Một cây hả? Vâng, một cây của. Đây, tôi ghi đây nha. Vâng. Đây ạ, à, có cả nụ đậm cả nụ nhạt nhá, còn cây nào đúng. Đang nụ. Đây này Nguyễn Anh chị ơi. Hai thêm là răng em. 500 hai cây chị ơi, 500 hai cây hai màu nhá. Vâng. Đây ngay rồi. Đó là của ai? Đây. Nguyễn Khuyên. À, Trần Quang Huy rồi, được rồi. Cái này nữa này. Văn Quỳnh này. 500 hai cây ạ. Có được anh Bình ơi, có ạ. Ờ à, được rồi, được rồi. Anh em bỏ cái que này đi, không có chắc mọi người em. Em vẫn gửi vào Nam bình thường nhá anh nhá. Vẫn ship bình thường ạ. Chợ chị cho em cây màu đậm rồi. Ok này, cây đậm này. Em ơi, cây hoa hay là cây nụ nhỉ? Cây hoa hay cây nụ em ơi? Hai cây em ơi. Dạ. Em. Dạ vâng. À, Tiêu Long có số điện thoại rồi. Hai cây hả? Cây đậm đây nhá, nụ. À rồi ok chị, hai cây đậm này. Chị anh ơi, hai cây đậm của chị
hai cây của chị Trần Lân em này, em ghi sổ cho nó ấy, chị Trần Lân này, phiếu cho nó để gắn một cái kẹp thẻ này thì không phải lộn được. Trần Lân hai cây nụ này, đây hai cây nụ của chị Trần Lân. Nguyễn Khuyên thì ở đây thì đến chiều chị lên chị chọn cũng được. Rồi Nguyễn Ái Nghĩa một cây lợt nha. Rồi ok này Nguyễn Ái Nghĩa này gửi vào inbox rồi ok này. Nguyễn Ái Nghĩa này một đậm một nhạt này. Nguyễn Ái Nghĩa này rồi ok bạn nha, một đậm một nhạt này. Đây là bỏ khay đen để này. Một đậm một nhạt đây nha Nguyễn Ái Nghĩa ơi, một đậm một nhạt đây nha. Hôm nay tí nữa chơi em phải bán hàng xong em phải chơi để em tặng mọi người nữa, tri ân mọi người đã chia sẻ cho em đấy nha. Một đậm một nhạt đây nha. Đây cây này, hai cây này đẹp này. Một đậm một nhạt đây nha mà Ái Nghĩa ơi. Này Ái Nghĩa này anh này. Đây. Chưa đi lên trước rồi em. Sĩ Tây. Rồi ok chị Sĩ Tây ơi. Không việc gì đâu anh Nguyễn Bình ạ, yên tâm ạ. Cái đây là hàng em là bao giờ em cũng đi đóng cho mọi người liên tục cho nên em không sẽ không tưới nước vào đây. Cho nên mọi người cứ yên tâm đi. Hoa của nó đây nhá mọi người nhá, mặt bông này rất là đẹp luôn, rất là đẹp luôn ạ. Trần Lân lấy chỗ cho chị Trần Lân chưa? Đây, Lân đây. Rồi ok, bây giờ. Lân đây rồi. Đây cái kem này. Một đậm một nhạt nha các bác nha. Đây đang mặt bông đây nha. Em cho mọi người xem mặt bông luôn này. Mặt bông đây nhá mọi người ơi, một đậm một nhạt đây nha. Rồi ok em chùm hàng Thái nha, cảm ơn em nha. Rồi ok này, em chùm hàng Thái này. Rồi ok em chùm hàng Thái nha. Nhiều mầm gốc nha. Đã chọn rồi. Bây giờ em sẽ tặng mọi người. Chia sẻ cho em. Bây giờ em sẽ tặng mọi người một cây cây mít. Anh ơi lấy cho em cây mít nào để em tặng mọi người. Không có là lúc nãy đã hẹn tặng rồi. Đây. Lúc nãy em đã hẹn tặng rồi cho nên là bây giờ em sẽ tặng nhé mọi người ơi. Hay đổi cho chị một đậm một nhạt rồi ok ạ. Ok em sẽ đổi cho chị Trần Lân nhá. Anh ơi đổi cho chị Trần Lân một đậm một nhạt. À rồi. Em bỡ luôn một cây lên cho em chuẩn. Rồi. Em sẽ lấy cây nhạt cho chị nhá. Đây anh ơi. Rồi, đây nhá chị ơi, một đậm một nhạt đây ạ. Tặng cho em đi. Làm tí game cho vui nha. Game nha mọi người ơi, game nào. Anh ơi lấy cái nù nhiều thân kìa. Tặng cho mọi người hẳn một cái nhiều thân cho nó đẹp nhá. Hẳn cho một cây nhiều thân này. Rồi bây giờ tại vì ở trên đây em không có gì cả cho nên là em sẽ đoán từ tiền nhá mọi người nhá. Mọi người chia sẻ vào trong các trang nhóm hộ cho em với. Đó cái cây nhiều thân đấy. Bên ngoài đây này. Em tặng các bác cây mít đặc biệt nhà em nhá. Cây mít hàng đặc biệt đây này, đã không tặng thì thôi mà đã tặng là phải hàng đặc biệt đây này mọi người nha. Chơi game nhá mọi người nha. Gửi cho anh 5 chậu thật đậm này anh ơi. Lấy cho anh Nguyễn Bình 5 chậu thật đậm. Chờ em một chút nhá, em lấy cho khách nhá. Em tặng hẳn một cái cây đẹp như này nhá. Chứ không tặng ấy nhá. Chờ em một chút để em bắt đầu em chơi game sau nhá. Để lấy cho anh Nguyễn Bình 10 chậu 5 chậu thật đậm. Nguyễn Bình ơi, 5 cây thật đậm của anh đây nha. 5 cây đều có nụ cả nha. Rồi ok mọi người ơi, mọi người chia sẻ trước đi cho em với nào để chuẩn bị ta chơi mini game nào. Anh em này, anh Nguyễn Bình này. Mấy cây? 5 cây cho anh Nguyễn Bình này.
cây đậm cả. Em dè bớt cái cây ta để nó chỗ mà để được hàng. Đúng rồi, đấy đúng rồi. Đấy. Okay. Đây mấy, mấy, 4 à? 5 cây đây này, đây một cây nữa là 5. Rồi, ok. 5 cây cho anh Nguyễn Bình này. Em ghi phiếu đi. Đây, phiếu đây. Ghi phiếu để em gọn gọn đi, này, cho nó dễ, nó lầm lẫn đấy. Rồi ok, em đã có 5 cây cho anh nhá. Chờ em một chút nha mọi người ơi. Mọi người chơi game chờ em một chút nha. Để em bán cho khách xong rồi là em sẽ chơi luôn cho mọi người đây. Rồi ok, đây. Của anh đây nhá. Rồi ok. Rồi bây giờ nào mọi người ơi. Kim em còn đâu còn nhỉ? Kim không còn đâu, Kim phải ở dưới kia vẫn còn ra. Bắt đầu em chơi mini game nhá mọi người nhá. Đinh Văn Chí ơi, em không thể tặng được anh nhá. Mọi người đã chia sẻ chưa nhà Công Lê này, rồi rồi mọi người đã chia sẻ rồi này. Cảm ơn mọi người nhá. Cảm ơn mọi người chọn cho anh. Chọn sao cho anh cũng được bán hàng đi rồi. Ok anh ạ. Vâng ạ. Trời ơi các bác ơi, các bác phải chịu khó cho em là ví dụ như là như bác Đinh Văn Chí này là bác mua hàng quen thuộc của em này. À, nếu mà muốn em bù á là phải lúc đó là phải xem là cái cây của em như thế nào chứ. Sĩ Tây gửi cho chị chậu đặc biệt đấy đi. Xong chị gửi lại cho em chậu bị gãy mà nhiều mầm bé tí tí. Rồi ok ok ok. Cái này thì em không gửi được tại vì là em đã nói hứa với mọi người là em tặng mọi người rồi cho nên là em không gửi cho chị được. Chị Sĩ Tây ơi, em không gửi được nhá. Đây là quà tặng của mọi người. Rồi cảm ơn chị Trần Lân này. Mọi người ơi, em muốn cho mọi người dễ nhất nhá, dễ nhất có thể nhá. Mọi người comment cho em nào. Mọi người comment cho em hai chữ cái đầu nhá, hai chữ cái đầu của tờ tiền này nhá mọi người nhá. Comment cho em nào. Cho em một cây đậm nụ có mầm gốc nhiều nhá chị. Ồ ok, Thế Vinh MC này. Anh này, anh ghi vào trong đây cho em Thế Vinh MC một cây đậm này. Ok nhá, đây và mọi người ơi, bắt đầu mọi người đoán đi nhá. Mọi người đoán đi nhá. Đoán nào. Rồi, em xin chào chị Đào Lê. Hôm nay em ở trên vườn em đang bán dòng sao Thiên Vương rất là đẹp luôn chị ạ. Có 250k một cây thôi. Đẹp lắm luôn. Đậm à? Rồi đậm. Thế Vinh MC một cây đậm. Đây cho Thế Vinh MC đây. Vừa có bông hoa vừa nhiều mầm gốc này. Mọi người ơi, mình vẫn đang xem nhá. Mọi người chia sẻ chưa đi đã nhá. Mọi người chia sẻ cho em với nhá. Còn nếu mà mọi người mà trúng mà không có sự chia sẻ là em cũng không có đồng ý cho mọi người trúng đâu nhá. Trúng game đâu nhá. Hai chữ cái của tờ tiền. Hai chữ cái của tờ tiền nhá mọi người nhá. Hai chữ cái của tờ tiền. Rồi bây giờ vì em đã hứa tặng với mọi người cây này cho nên là em sẽ tặng cho mọi người cây này. Rồi ok chị Đào Lê hai cây. Chị Đào Lê ơi, hai cây đậm hay là nhạt nhỏ? Hai cây đậm hay là nhạt ạ? Đây là nhạt ạ, còn đây là đậm ạ. Đây là đậm ạ. Rồi HD không đúng nhá mọi người ơi, mình vẫn đang xem nhá. Mình vẫn đang xem hoa đậm ấy rồi. Ok, chị Đào Lê hai cây anh ơi, hoa đậm. Nù em chưa chị? chưa em ơi. Chị Trần Lan ơi không đúng nhá mọi người ơi, em vẫn xem nhá, em vẫn xem mọi người nhá. Khi nào mà đến chữ cái đó thì em sẽ ấy cho mọi người nhá. Em vẫn xem nhá. Chị Đào Lê đi anh. Này, Đào Lê hai cây đậm này, không có tí quên. Hàng của quà tặng của mọi người đây nhá. Và đáp án đây nhá mọi người ơi. Đậm rồi, ok chị Đào Lê. QN không đúng ạ. LN không đúng ạ. QB không đúng ạ. Cây tặng của mọi người đây nhá, rất là đẹp luôn mọi người ơi. Xin chào Huy Đoàn. Mấy cái đậm, hai đậm à? VX không đúng, vâng ạ. Hai cây đậm. Hai cây nhạt nữa anh ơi, hai cây nhạt nữa cho chị Đào Lê, hai cây nhạt nữa. Ghi vào trong đó cho em là 4 cây. Rồi ok chị nhá. Quế Lai bốc thăm đi chị. Lô mít của em còn không? À lô mít của em thì bây giờ nó chỉ còn khoảng độ tầm 40 cây là đẹp thôi em ơi, 40 cây thôi. SH không đúng nào, V không đúng này, em vẫn đang xem nhá mọi người nhá. GL không đúng nào mọi người ơi, chơi game để cho đoán chữ thì lâu lắm rồi. Ok,
Mọi người ơi, có đồng ý đoán số hay là đoán chữ nào? Mọi người đoán cái gì thì mọi người đoán đi để mà trúng nào. Đoán chữ hay là đoán số ạ? Đoán chữ thì rất lâu đúng không ạ? Đây 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 đây, xem ai này này. Em vẫn đang nhìn đấy nha, em chưa thấy mọi người đúng đâu nha. Em chưa thấy mọi người đúng đâu. Mọi người cố gắng lên nào. Em thấy chữ này cũng dễ lắm luôn á. Đây em đang xem lại tất cả mọi mọi người nhá, nhưng mà chưa thấy ai đúng cả. Mọi người đoán đi, đoán đi. À bác Huy Đoàn. Rồi ok, đeo kính vào. OV không đúng ạ. Thế bây giờ em nói như này cho mọi người đoán cho nhanh nhá. Đoán số thôi chị, ẩn lắm. Ẩn lắm này. Thế mọi người muốn đoán số nào? Rồi ok, đoán số nào. Mọi người ơi, cho mọi người đoán số đi nào. Gợi ý. Bây giờ đông người như này em mà gợi ý thì người vào sau, người vào trước khổ thân lắm. Bây giờ em lại đoán số đi. Đoán số cho nhanh nào, cho mọi người nhanh trúng nào. Quế Lai bốc bốc phiếu đi chị. Bây giờ muốn bốc phiếu đây này. Em vẫn chưa thấy đúng đâu. Trời ơi, một cái cây rất là đẹp luôn. Em muốn tặng cho mọi người này. Muốn tặng cho mọi người lắm luôn á. Xin chào bác Thanh Chiểu. VC không đúng này. Có bác nào, bác nào? Em gợi ý nhá, em gợi ý này. Em gợi ý mà các bác nhanh trúng nhá. Em gợi ý này để cho mọi người nhanh trúng này, để con mua hàng này. À, mọi người đoán số hay là đoán chữ nào? Bây giờ em gợi ý nha, chữ chữ M đằng sau, chữ M đằng sau nào. Bốc đi. Cây rất là to, rất là đẹp luôn nhá, đã không tặng thì thôi. Đấy, bây giờ mọi người lại nhảy ra đoán ấy mất rồi, đoán số mất rồi. Thôi vậy mọi người đoán số đi. Mọi người đoán số đi nhá. Mọi người đoán số đi. Em thấy sắp trúng rồi đó, sắp có người trúng rồi đó. Sắp có người trúng rồi đó. Đoán số nhá mọi người nhá, đoán số nhá. Đoán số Jin Lê ơi, đoán số đi. Để cho mọi người nhanh trúng nhá, chứ còn đoán chữ cái kia lâu 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 trúng lắm luôn ấy. Chị Trần Lân ơi, đoán số đi. Đoán số đi, đoán số đi. Mọi người nhanh trúng lên để em bán hàng nào. Em mà ra mini game là chỉ có muốn mọi người đoán số, đoán nhanh để trúng để em còn bán hàng thôi. Rồi ok này. Em vẫn xem này. Bác nào nhá, em đã thấy em tặng hai chữ luôn này. Hương Nguyễn này. Hương Nguyễn này. Một bác là bên chữ là đúng rồi này. Là bác Hương Nguyễn này sẽ tặng cho bác Hương Nguyễn một chậu này này. Hương Nguyễn đã đoán trúng rồi nhá, AM này. Còn số này nhá, còn số nữa này. Em tặng tiếp một chậu nữa này. Rồi các bác đoán số đi. Đang đoán số thì cứ đoán số đi. Cái này thôi được rồi, tặng cho các bác số này. Bạn Hương Nguyễn đã trúng rồi này. Trúng đoán chữ rồi này. Đây này, đoán chữ đây nhá. Còn số nào, em đang xem số đây nhá. Rồi bạn Hương Nguyễn đã trúng rồi. Còn bây giờ là đến đoán chữ nào. Tiếp tục đoán chữ đi. Em tặng thêm một cây nữa nào. Để cho mọi người ai cũng có phần nào. Đoán hai chữ cái cuối cùng nhá. À quên, hai chữ số cuối cùng nhá. Xin chào Quang Tuấn. Bạn Hương Nguyễn đã trúng cái này rồi. Cho nên là mọi người đoán chữ đi thôi. Đây là quà của Hương Nguyễn nhá, còn đây là quà của số này. Các bác ơi, một tí nữa em sẽ cho mọi người xem cả đáp án này nhá.
Số nào? Ôi Huy Đoàn này, Huy Đoàn đã trúng luôn rồi này. Huy Đoàn này. Huy Đoàn này đây mọi người ơi. Số 18 và chữ AM nhá. Đây này, AM này là bạn Hương Nguyễn này. Huy Đoàn là số 18 nhá. Mọi người ơi. Mọi người ơi, hai phần quà của hai bạn Huy Đoàn với lại Hương Nguyễn đã trúng rồi nha. Huy Đoàn và Hương Nguyễn này, cho mình địa chỉ và số điện thoại này. Hương Nguyễn là giò to, Huy Đoàn là giò nhỏ nhá. Rồi ok. Bây giờ em lại bán hàng rẻ cho các bác này. Hôm nay em có hàng hàng giả hạc này, hàng giả hạc. Hàng giả hạc em sẽ bán có 100 một cây thôi, bác nào có thích không ạ? Để em đi lấy hàng giả hạc về cho các bác nhá. Mọi người ơi. Mọi người ơi, bây giờ bắt đầu em Hương Nguyễn là AM chị bà chùm hàng Thái ơi, AM lúc nãy chị ghim rồi mà nhá. Đấy 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 đấy. Cậu bé bút chì ơi, chị có nhìn thấy đâu? Vì lúc đấy là nó đang đấy 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 đấy. Cho nên là mọi người đến lúc là chỉ trên máy của mình thôi nhá, mọi người phải thông cảm này, chỉ trên máy của mình thôi. Chứ còn nếu mà trên máy của mọi người á là mình không chấp nhận được đâu. Rồi bây giờ em sẽ bán nha, em bán cái dòng giả hạc này nhá các bác nhá. Giá chỉ có 100k một giò, là 100k một giò, bác nào chốt thì cho em địa chỉ và số điện thoại nhá. Tất cả các màu này, màu trắng này, màu tím đều có nhá. Giá hạc này 100k một màu này, 100k một chậu này, 100k một chậu nhá mọi người nhá. Bây giờ thay vì là mình chơi thì mình sẽ mua được hàng giá rẻ hơn nhá mọi người nhá. Chỉ có 100k một chậu thôi, bác nào chốt thì cho em địa chỉ và số điện thoại nhá. Đây là hàng giá hạc nhá các bác nhá. Giá hạc này cây rất là nhiều màu này. Em sẽ cho mọi người xem màu nhá, đây là cây mẹ của nó nhá. Mọi người nào bây giờ mọi người đã chơi đã mua hàng lại được chưa nhở? Khổ lắm luôn á. Đó. Chơi nay toàn cãi nhau. Chị lấy hai giả hạc rồi. Ok chị Thủy Trần này. Zin Lê chốt hai giò trắng tím này. Rồi ok này. Zin Lê này, hai giò trắng tím giá 200k nhá. Rồi hai giò trắng tím 200k này. Thủy Trần này. Anh Bình ơi. Zin Lê này. Rồi ok Zin Lê nhá. Thủy Trần này. Thủy Trần ơi, hai giò của Thủy Trần đây nhá. Hai giò của rồi chị Trần Lân hai chậu trắng tím là ok này. Anh Bình ơi. Thủy Trần này ok nhá. 100k thôi cho nên là mọi người ơi thoải mái mà mua đi nhá. Em nhà em làm được giống cho nên là mọi người cứ yên tâm đi. Em sẽ bán với giá rẻ nhất có thể nhá. Đây ạ. Đây Thủy Trần đây nhá. Ok Thủy Trần này. Mặt hoa đây nhá mọi người ơi. Đây là hàng giả hạc lai này mọi người này. Đây mọi người nhá, đây là mặt hoa mẹ này. Có cả màu trắng này nhá. Cho nên là em sẽ bán cái cây con này. Đây là cây con nhá. Rồi ok ok dồn đơn này. Đây là zin lê có rồi nhá. Tiếp tục là chị
Xem cây của em mới đẹp. Trắng tím có hoa. Chị Thủy Trần ơi, loại có hoa thì nó cao hơn nhá. Thêm 3 giò đẹp nữa, gộp đơn 5 giò phi ship. Không được phi ship đâu bạn ơi, 5 giò này. Rồi ok Jin Lê nhá. Ok. Hoa đây là hoa có hoa à? Loại có hoa này là 250k nhá. Có hoa thì 250k mà không hoa loại nhỏ thì là 100k nhá. Không có sơn thủy tiên ạ. Rồi chị Trần Lân 2 cây này. Trần Lân 2 cây 200k này. Rồi ok chị Trần Lân nhá, 2 cây nhỏ này. Hai cây của chị Trần Lân đây nhá. Ok chị Trần Lân này. Còn bác nào chốt hai chậu này cho em được không ạ? Giá chỉ có 200k thôi nào. Rồi ok, cho em một đơn không hoa. Quả rồi ok này. Một đơn không hoa 100k này. Rồi ok Hương Nguyễn nha. Đơn không hoa cộng quà này. Rồi đây của Hương Nguyễn đây nha. Đây là đơn game này, đây là đơn mua hàng này. Khổ lắm đây thôi. Em chơi là rất là công bằng luôn mà. Hương Nguyễn ơi, cho mình địa chỉ và số điện thoại nhá. Rồi ok bạn Hương Nguyễn này. Có đùi gà trắng nha mọi người ơi. Rồi tiếp tục ạ. Mọi người ơi, tiếp tục em bán giò Sao Thiên Vương nha các bác nha. Sao Thiên Vương nào. Sao Thiên Vương nào, em cho mọi người xem hoa nhá. Sao Thiên Vương này, em cho mọi người xem hoa này. Hai loại mặt hoa nhá các bác nhá. Hai loại mặt hoa nào. Một loại mặt hoa đậm và một loại mặt hoa nhạt nào. Rồi ok. Ok Hương Nguyễn nha, có đầy đủ địa chỉ và số điện thoại nhá. May không phải là anh em họ hàng gì nhà mình cả. Từ hôm sau. Đây là dòng Sao Thiên Vương các bác nhá. 250k một cây này. Nó có hai loại đậm nhạt khác nhau nhé mọi người ơi, hai loại đậm nhạt khác nhau này. 250k này. Bác nào chốt thì cho em địa chỉ và số điện thoại nhá. 250k 250k nhá. Sao Thiên Vương nhá, cho một đùi gà đi. Chị ơi em có đùi gà trắng thôi, đùi gà trắng đang nở hoa, để anh em tí em đi lấy hàng về cho chị xem. Anh Bình ơi. Rồi chờ em một chút em sẽ đi lấy đùi gà trắng cho mọi người xem nhá. Em có cả dòng lá phát tài này nhá mọi người ơi. Có cả dòng lá phát tài nhá. Anh Bình ơi. Lên phụ em tí. Hay thật đấy chứ. Vợ thì làm mà chồng thì đi ngắm cây. Lấy cho em cái mấy cái giò đùi gà trắng đấy. Em có cả dòng phát tài nhá mọi người ơi. Dòng phát tài này nhá, giá 250k một cây nhá. 250k một cây này, cây rất là đẹp luôn. 250k một cây nhá. Ồ. Ôi trời ơi. Khổ lắm đây thôi. 250k một cây phát tài nhá mọi người ơi. Đây lá phát tài đây. 250k một cây nè. Kia cả. Ở bên kia cả. Lấy cho em mấy cây bên đó. 250k một cây này. Bác nào chốt thì cho em địa chỉ và số điện thoại nhá. Những cái mặt hàng này là đang. Đây mọi người xem đây này. Nó lá kẻ luôn nhá. Ủa. Hai giò đang hoa mà. Trắng tinh nhá. Hàng trắng tinh nhá anh. Ở trên đầu trên kia cơ mà.
Dòng lá kẻ 250k một chậu nhá, cho một cốc phát tài rồi. Ok chị Thủy. Chị Thủy Trần này. Ok chị nhá. Thủy Trần một cốc phát tài này. Một cây nhé mọi người nha. Đây cốc của chị Thủy Trần đấy nha. Rồi ok. Đây là dòng đùi gà trắng nhà em nhé các bác nha. Đùi gà trắng này rất là thơm luôn. Cái này chắc là em phải phải tách ra thôi. Tách ra thì em mới bán lẻ được cho mọi người. Vì cái dòng trắng này này, nó cả một chậu to như này thì mọi người sẽ không mua được này. Đấy mọi người xem thấy chưa, đùi gà trắng nhá. Thôi rồi để lúc nào em tách á thì em sẽ báo với mọi người nhá. Rồi ok chị Thủy Trần này. Tiếp tục nữa nhá các bác nhá. Em bán thêm sao thiên vương nào. 250k một cây nào. Vừa lá phát tài vừa sao thiên vương nó đều cùng giá nhá. Bác nào mà chốt phát tài thì lên giá cho em nhá. Một sao thiên vương này. Sao thiên vương 250k em ơi. Chậu này là chậu đùi gà trắng này của em là 3 triệu chị ơi. Cao Ngọc này sao thiên vương đây em ơi. Lấy loại trắng hay là loại đậm hay là loại nhạt nhỏ? 250k một cây nhá. Hai loại đậm nhạt khác nhau nhá. 250k một chậu, 250k một chậu nào, bác nào chốt cho em không ạ? Dòng rất là đẹp luôn. Sao thiên vương thì nó kẻ rõ ràng đây mọi người nhá. Sọc kẻ. Em chào chị Khánh Huynh. Chị Khánh Huynh hôm nay có sao thiên vương này rất là đẹp luôn này. Bông đậm và bông nhạt nhá mọi người nhá, 250k một chậu nhá. Đây là có cả tất cả các hàng nụ nhá, đây em chỉ lên hoa để cho mọi người xem thôi. Sao thiên vương có nụ em ơi, có nụ ạ. Xin chào bác Nguyễn Đình Lộc. Rồi đây là đăng nụ đây nha các bác nha. Dòng này là đăng nụ nha. Đây là màu đậm ạ. Còn phi điệp, có phi điệp bạn ơi. Có phi điệp nha. Đây là loại đậm nha mọi người ơi. Đây là đậm này. Đậm này. Đậm 250k. Sao thiên vương nụ đẹp chị ạ. Rồi ok này. Ok Khánh Huynh nha. Lấy cái loại đậm đây nha Khánh Huynh ơi. Không chuẩn bị đi live stream cho nên. Rồi ok. Mới nở rồi, chưa nở. Bông bẹt đẹp chưa. Hai bông xém bệt đẹp lắm đây này các bác này. Chờ em một chút nhá. Nụ nhỏ nhé rồi ok. Khánh Huynh này. 250k này. Rồi đây lấy nụ nhỏ cho chị Khánh Huynh này. Tí nữa anh xem còn nụ nhỏ hơn nữa nào thì lấy cho chị. Chọn cho em đi, đi chọn cho em cái nụ nhỏ nhỏ đi. Đây đang với đây. Đây nha. Dạ. Qua đây. Đó là lấy thêm. Đó là của khách trúng game. Trúng game với lại mua thêm. Rồi. Huy Đoàn này. Một chậu nụ hoa đậm nữa này, Huy Đoàn này, trúng game này. Huy Đoàn cây cây của Huy Đoàn trúng game đây này. Cây game của Huy Đoàn này, cộng thêm một chậu đậm nữa này. Em cắm vào cây vào trong sàn ra đến này. Đây chậu đây. Đây là của Huy Đoàn này. Ông Huy Đoàn bác.
Rồi ok, em sẽ đợi em một chút nữa, em sẽ chọn cái nụ nhỏ cho chị Khánh Huynh nhá. Huy đoàn này ok rồi. Này. Cầm cắm lên luôn, đừng có để. Sao Thiên Vương nhá mọi người ơi, đây là hoa của nó này, đây là hoa của nó này. Em ghi ở chỗ kia mà đi không là thấy. Hoa đậm và hoa nhạt. Không, em ghi tiền là được thôi mà. Hoa đậm và hoa nhạt này giá 250k một cây này. Thiên Vương nhá các bác nhá, hai Thiên Vương này. Một đậm một nhạt này, 200k một chậu này. Bác nào chốt cho em thêm không ạ? Bác nào chốt thì nhắn tin cho em nhá, để em lại bán hàng khác nhá. Em lại bán thêm một ít hàng nữa này. Em có giỏ điệp này, điệp gieo hạt này. Điệp gieo hạt đang có mặt bông nhé mọi người nhá. Điệp gieo hạt đang có mặt bông này. Giá 400k này, xin chào Lan Tím. 400k cho giò điệp gieo hạt này nhá. Bác nào chốt thì cho em địa chỉ và số điện thoại này. Hai giò nhá, hai giò này, hai giò đang có mặt bông này. Mắt xước luôn nhá các bác nhá. Bông rất là đẹp luôn. 400k, bác nào chốt thì cho em địa chỉ và số điện thoại nhá. Gần gần bệt rồi. Đây là điệp gieo hạt nhá mọi người nhá. 400k, bác nào chốt thì cho em địa chỉ và số điện thoại nhá. Tiếp tục em bán thêm trầm thiên sao thiên vương nữa nhá. Em bán thêm sao thiên vương này. 250k một chậu này. 250k một chậu này, bác nào chốt thì cho em địa chỉ và số điện thoại này. 250k một chậu nhá. Một cây khác nữa nhé chị, ship luôn một Khánh lượt Huynh. À rồi ok. Khánh Huynh ơi, Khánh Huynh lấy thêm cái loại gì nhỉ? Khánh Huynh chưa có dòng phát tài này. Khánh Huynh lấy một cây phát tài đi. Dòng phát tài này 250k này rất là đẹp luôn. Hoa đang nụ nhỏ này. Nụ nhỏ và hoa tím đậm luôn nhá. Khánh Huynh ơi. Lá to, anh lấy cái cây lá to ra đây cho em. Đây này, có cái cây này. Khánh Huynh có ok không? Để tao lấy cây, cho cây to hơn này. Dễ nhìn màu. Chọn cho em 10 cây phát tài. Lá đẹp rõ ràng. Khánh Huynh ơi, cây giò to này nhá. Vừa có nụ này, vừa có lá rõ ràng luôn này. Ok chưa? Để tớ kèm đơn luôn nhá. Đây là dòng hồ điệp phát dòng trầm phát tài nhá các bác nhá, trầm phát tài này. Lá đang rất là đẹp đây ạ. Này. 250k Trinh Phan Việt ơi, 250k nhá. Rồi ok, thế thì để tớ chọn cho bạn cái khác nhá. Anh ơi, lấy cho một 10 cây, anh chọn 10 cây lá phát tài rõ ràng. To. Rồi ok, Khánh Huynh để tớ chọn cho Khánh Huynh cái loại khác nha, 10 cây. Chọn ra cho em. Cường nhá. Không đi được chỗ. Hả? Không vào được. Ờ, thế bao giờ? Sao Thiên Vương nào, sao Thiên Vương 250k một chậu nào, bác nào còn chốt thêm cho em nữa không ạ? À? Dòng này cây rất là đẹp luôn. Này. 5 cây. Zin lê 5 cây. Ở đâu? Đây, anh đi chọn cho em đi các. Bác nào chốt thêm sao Thiên Vương của em nữa không? Bây giờ em sẽ bán sang cái giò loại giá hạng nhé các bác nha. Giá hạng này. Em có dòng giá hạng mà đẻ rất là to luôn này. Đẻ rất to luôn này. Một bụi to luôn này. Giá 280k. Bác nào chốt cho em dòng giá hạc 280k này không? Em có mấy bụi thôi. To lắm luôn. Dòng này chưa có mặt hoa nhé mọi người ơi. Chưa có mặt hoa nhá. 280k. Bác nào chốt cho em cái dòng loại này không ạ? Đây chỉ có những cái bụi á, bùm xùm như thế này thì mình về mình có thể là nhân giống này. Giá có 280k thôi nhá. Rất là rẻ luôn đấy ạ. Cũng là dòng của 4N ạ. Dòng này là dòng lai chớp mọi người ạ. 280k nhá. Bác nào chốt thì cho em địa chỉ và số điện thoại này. Đây em chỉ có mấy giò thế này.
Giò này đẹp lắm luôn này. Ui dồi ôi, đẹp đẹp vô cùng luôn này. Giò này thì đẹp hơn đây mọi người này. 280k nào, bác nào chốt cho em giò này không? Giá hạc lai chớp nhá. Cái này thì em chưa biết mặt hoa đâu nhá. Giá hạc trắng rồi, ok. Cái này là dòng giá hạc lai chớp này. Em để em xem ở trên đây nó có mặt hoa. Chờ em một chút nhá. À bác Việt Long Lương này. Bác ơi cái dòng này cây cũng rất là đẹp luôn đây, chuẩn bị cũng cho ra mặt hoa luôn cho mình xem đây này. Giá có 280k thôi nhá. Thôi được rồi, để anh em lấy cái dòng mặt hoa cho. Đang mặt hoa cho mọi người xem. Em còn một giò cửu long này. Các bác ơi có một giò cửu long này. Giá 250k. Giá hạc ma bó. Rồi đợi tí nữa mình sẽ chụp ảnh luôn. Rồi ok. Cây trên tay của Khánh Huynh đâu nhỉ? Khánh Huynh ơi chậu này nhá. Khánh Huynh ơi chậu này của Khánh Huynh luôn nhá. Này. Này anh này. Anh này của Khánh Huynh này. Cây nhiều mầm mà. Rồi ok chị chờ em một tí nha chị Nguyễn Khuyên nha. 280k của Khánh Huynh cộng luôn với cái kia. Đâu có nhìn nhau. Khánh Huynh đây. Này. Đấy. Cộng thêm 280k vào đó cho em. Bút này. Chị Nguyễn Khuyên này, chị Nguyễn Khuyên ơi. Cây này cũng rất là nhiều mầm luôn này. 280k thôi ạ. Chị ơi dòng giá hạt chớp này, cây này rất là đẹp luôn. Bùm xùm lắm tại vì nhà em bây giờ nó chật vườn rồi cho nên là em không thể ấy được nữa, em không thể tách được nữa. 280k này, chị Nguyễn Khuyên có chốt luôn nha em bụi này không? Rất là đẹp luôn. Bụi đấy hoặc là bụi này. Hai bụi đều đẹp cả nhá. Ui nó mà đến đói đến mầm chắc là phải mười mấy mầm luôn đấy. Mười mấy mầm luôn đấy ạ. Giá hạc lai chớp nhá mọi người nhá. Giá hạc lai chớp này 280k này. Cây đẹp vô cùng luôn. Em chỉ có mấy giò loại này thôi nhá chị các bác nhá. Cho nên là bác nào mà chốt thì chốt sớm cho em. Những cây này nếu mà trồng ra là nó sẽ là một bụi lùm xùm luôn. Kiểu lăng bông. Nào thế em lại bỏ cái loại này xuống nghe, em lại bán hàng cửu long cho mọi người nhá. Cửu long này, cửu long hôm nay nhà em bắt đầu hé rồi này, đẹp vô cùng luôn này. Mọi người xem cửu long thấy đẹp không? Nó cửu long nó cũng có mấy mặt bông luôn các bác ạ. Cửu long nhà em bây giờ đang hé đây, cây rất là đẹp. Mọi người có cần những cái loại mà đang nụ không để em lên nụ cho mọi người? Cửu long nha các bác nha, rất là nhiều loại luôn. Đẹp lắm luôn ạ. Giá chỉ có 250k thôi nhá. 250k thôi. 250k thôi nhá mọi người nhá. Bông cửu long này tròn to rất là đẹp. Tuệ Hiếu ơi, bây giờ mình đang, hiện tại bây giờ là mình đang lên cái dòng cửu long này. 250k này. Mặt bông đây nhá mọi người nhá. Rồi ok. Đã có các bạn nhắn trong tin nhắn này. Rồi ok. Bác nào chốt thì cho em địa chỉ và số điện thoại nhá. Dòng này là dòng cửu long nhá mọi người. Có mặt bông luôn ạ. Vẫn còn những bác đang rất là thích thích dòng sao thiên vương. Điệp có con này đang hơi sức sức. Điệp mắt cũng được. Chưa rõ lắm nhưng mà hơi sức sức cũng được. Em có một chậu điệp cũng rất là đẹp luôn đây mọi người này. Giờ với ông bắt đầu. À bên kia có cây cánh bầu cả. Đấy.
Bông điệp đấy nhá, em có cả key để cho mọi người sưu tầm luôn cái mặt bông như này nhá. Đây là cái phi điệp nhá mọi người nhá. Phi điệp này. Đó. Đang mặt bông, nhưng mà em chỉ lên để cho mọi người xem cái mặt bông đó thôi. Và bây giờ em lại cho mọi người xem cái dòng thiên vương tiếp nhá. Sao thiên vương của em tiếp này. Ui ui, có cái chậu này đẹp chưa? Chậu này thì chậu đậm lắm luôn này. Đẹp quên chết luôn này. Đẹp quên sầu luôn này. Đẹp không mọi người? Giá chậu này nó cũng chỉ có 250k thôi. Nhưng mỗi tội là cái chậu này nó to quá. Mà cái bông rất là đẹp luôn. 250k thôi nhá mọi người ơi. Đây bông đậm của em đang chuẩn bị lên hoa đây các bác này. Chuẩn bị lên hoa nhá, 250k. Mặt bông đây. Cho mọi người xem mặt bông luôn nhá. Mọi người xem đẹp chưa? Một loại bông đậm và một loại bông nhạt nhá. 250k cho chị nhé. Chị Nguyễn Khuyên ơi, chị lấy giò. Giò nhiều thân hả? Chị Nguyễn Khuyên lấy giò 280k hả? Đây phải không ạ? Chị Nguyễn Khuyên lấy cái loại này phải không ạ? 280k nhá. Sao Thiên Vương này, hôm nay nhà em nở nhá mọi người nhá. Sao Thiên Vương này, bông rất là đẹp luôn, đẹp cực kỳ luôn này. Màu đậm và màu nhạt này. Giá chỉ có 250k thôi. Đấy mọi người xem này, rất rất là đẹp luôn, cánh viền nhá. Bông đẹp vô cùng. À, có nghĩa là chị nói là lấy cái dòng phi điệp đúng không ạ? Phi điệp thì để chiều nay chị lên rồi em báo giá luôn cho chị nhá. 250k, cây rất là đẹp luôn, đẹp thôi rồi luôn này. Bạn ơi, dòng này là dòng gieo hạt nhé bạn nhá. Dòng gieo hạt nhá, Nguyễn Thanh Thảo. 250k. À rồi. Rồi em sẽ là bán cái chậu này cho chị nhá, sao Thiên Vương này. Anh ơi chị Nguyễn Khuyên này. Lấy cái giò sao Thiên Vương đây này. 250k. Đây chị nhá, ok chị nhá. Hoa thơm lắm luôn, thơm lắm. Nói chung là cái dòng này thì không có cái nào là nó không thơm cả. Nên cho nên mọi người cứ yên tâm mà mua thôi. Bây giờ mà mình đang đeo khẩu trang cho nên là có khi thơm hay là không thơm mình cũng không ngửi được. Rồi ok chị Nguyễn Khuyên nhá. Cộng vào đó chị 250k. Em đang bán sao Thiên Vương nhá. Sao Thiên Vương chỉ có giá 250k thôi. 250k thì mọi người biết là rất là dễ mua luôn. Giá cả nó lại hợp lý nữa. Mặt bông như hình đấy nhá. Em đang có loại nụ nhá mọi người nhá. Đây, nụ đang bắt đầu hé đây. Đây là màu đậm nhá. Dòng đây là màu nhạt, em có hai màu. Một màu đậm, một màu nhạt nhá. Và đây hoa của nó như hình đây ạ. Đây là màu nhạt này và còn đây là màu đậm. Mọi người chốt cái loại nào thì báo em nhá. Này hoa từ gốc đến ngọn mọi người có tin được không? Cây rất là đẹp luôn nhá. Em này nó nhỏ nhưng mà rất là mạnh khỏe. Đẻ từ dưới gốc đẻ lên này. Mọi người cần những cái mầm mà 2-3 mầm cũng có nhá. 2-3 mầm gốc thì là nó sẽ... ít cái bông hoa ở trên một chút thôi. 250k nhá. Bác nào chốt thì cho em địa chỉ và số điện thoại này. Còn những cái bông hé hé như này thì mọi người biết rồi này. Cây rất là đẹp luôn. Trời, bông cánh nữa thật với các bác. Chứ riêng cái dòng mà để mọi người người ta nhân được một giống cây như thế này để mang ra ra thị trường nhá, phải mất 4-5 năm luôn á. Với được một bông chuẩn và bông đẹp như thế này nhá mọi người nhá. Rất là chuẩn luôn, vừa đẹp vừa chuẩn. Mặt bông đây. Mọi người thấy đều đặn không ạ? Rất là đẹp luôn. Hoa đây là nở rực rỡ rồi này. Đang chuẩn bị sắp tàn nhá. Em chỉ mang bông này để cho mọi người ngắm thôi. Còn nếu mà mọi người mà muốn lấy loại nụ á, thì báo em nhá. Em tiếp tục em lên rồng đỏ đi. Rồng đỏ hôm nay nhà em cũng nhiều. Và đang rực rỡ hoa. Mọi người có thích rồng đỏ không ạ? Rồng đỏ em chỉ bán với giá 180k thôi nhá mọi người nhá. Rồng đỏ đẹp cực kỳ luôn. Anh ơi,
cho em biết rồng đỏ này. Rồng đỏ nha các bác nha, rồng đỏ này. Rồng đỏ đang hoa chói lóa luôn, giá chỉ có 180k thôi, 180k thôi mọi người ơi. Mùa này mọi người mua lên 50 cây bắt đầu để ra ban công hoặc là trước cửa. Mình ngắm qua ngày cho nó thoải mái cái con người. Bây giờ mình toàn ở nhà không mà. Cho nên là có hoa ngắm là rất là đẹp luôn này mọi người ơi. 180k thôi nhá, một chậu như này nhá, và đang có mầm tơ này. Đang có mầm tơ luôn nhá. Đang có nụ và mầm tơ này, giá chỉ có 180k này. Chị ơi, chiều mang ra quán đi. Phạm Nguyễn Thắng này, mang ra loại gì em ơi để chị mang ra cho. 180k này. 180k, bác nào chốt cho em giò này không ạ? Cây rất là đẹp luôn nhá. Khỏe đẹp này. Đang mầm tơ nhá. Mọi người vừa được chơi hoa này, vừa có mầm tơ luôn này. Hết hoa cái là mọi người nuôi cây luôn là vừa này. Bác nào chốt thì cho em địa chỉ và số điện thoại nhá. Cây rất là đẹp luôn. Đang nụ và đang hoa, mọi người lấy cái loại gì thì báo em lên loại đó nhá. Rồng đỏ nhá mọi người nhá, rồng đỏ này, giá chỉ có 180k thôi, 180k thôi. Bác nào mà chốt 2 cây thì em sẽ lấy là 350k nhá. Bác nào chốt 2 cây em sẽ lấy là 350k. Về sang chậu như này thì rất là dễ luôn chị ạ. Em ví dụ cho chị nhá. Ví dụ một chậu như này nhá, chị sẽ bóp nhẹ ra. Chị sẽ bóp nhẹ ra như này. Nếu như mà chị mà mùa này là mùa ra rễ, chị chơi hoa xong, bắt đầu chị cắt bớt đi những cái này và chị cho vỏ thông bên ngoài là ok thôi ạ. Cái này nó rất là dễ luôn nhá chị Loan Đoàn Thanh nhá. Những cái dòng ở đây nhà em này, nó bọn em đều chăm sóc với những cái mà nói chung là không có phân thuốc nhiều đâu. Thỉnh thoảng nhà em chỉ phun ít nấm thôi. Vì quan trọng là cái khí hậu ở đây nó cũng gần núi, cho nên là nó rất là dễ trồng rồi. Chị Loan Đàm Thanh nhá, rồi ok. Chốt 2 sao thiên vương nụ 250k. Bạn Hiếu Nguyễn ơi, 250k một chậu nhá. Sao thiên vương 250k một chậu nhá. 2 chậu là 500k nhá. Hiếu Nguyễn nhá. Đây, 2 sao thiên vương đây. Bạn muốn là lấy nụ hay là lấy hoa? Bạn Hiếu Nguyễn. 2 chậu là 500k nhá. 2 chậu 500k này. Hiếu Nguyễn nhá, 2 chậu 500k này. Lấy đậm hay lấy nhạt thì nói mình nhá. Nó có hai màu này, đậm và nhạt này. Rồi bác nào chốt thêm sao thiên vương này, trầm rồng đỏ này. Báo em nhá. Đây em có một giò giả hạc lai cũng bông rất là đẹp luôn này. Giò giả hạc lai chớp đây này. Đấy nhưng mà không phải là tất cả các mặt bông nó đều như này. Vì đã là dòng lai và là dòng gieo hạt đã lên nhiều khi 10 cây là 10 mặt. Cho nên là mọi người bảo là em á, vì sao mà không khẳng định được là dòng giả hạc lai chớp? Vì nó nhiều mặt lắm. Nếu mà em khẳng định là cái dòng này là giả hạc lai chớp này, thì các bác có thể đây là một bông hoa như thế này, nhưng mà khi mà về tay các bác sẽ nở ra một cái bông khác. Cho nên là em chỉ nói là hàng xổ số thôi nhá các bác nhá. Đây ạ, và hàng xổ số của em là em chỉ bán có 100k một giò như này thôi. Giả hạc lai chớp nhá. Em sẽ lên giả hạc lai chớp này. Giá có 100k một giò thôi. Đây ạ, 100k một giò, 100k một giò như này nhá. Anh Tâm Lê Việt ơi, nó tùy từng loại chứ ạ. Em bán cho anh mỗi chồn với lại là quế mà làm gì đã bán cái hàng thân thòng này đâu mà răng để anh đắt dứa. 200k cho hai chậu như này nhá các bác nhá. Giả hạc lai chớp này, đây là một bông này, một bông của nó này, nhưng mà em không khẳng định là cái mặt bông này là của những cái dòng này nhá. Nó sẽ có biến thiên. Chốt một chậu thiên vương nhạt rồi. Ok Hiếu Nguyễn nhá. Chốt một chậu thiên vương nhạt này. Thiên vương nhạt nhá, mình lấy cho có mặt hoa luôn nhá.
Hiếu Nguyễn ơi, cây thiên vương nhạt của bạn đây nhá. Đấy, đây nhá, đang đủ đây nhá. Và gốc cũng rất là đẹp luôn nhá. Hiếu Nguyễn nhá, rồi ok Hiếu Nguyễn này. Đang nụ nha, để cho mọi người chơi cho nó thoải mái nhá. Hàng đẹp mà bạn. Mình cứ muốn nở hoa để cho mọi người xem cho nó rõ ràng á. Đây sao thiên vương đây ạ, hoa của nó đây ạ. Hoa của nó đây ạ. 250k một giò nhé mọi người ơi, 250k một giò. Thương Hoài, xin chào Thương Hoài. Thương Hoài vào hơi bị muộn. Lê Anh này, hôm nay lên mà đóng hàng cho chị này nhiều lắm luôn này. Lê Anh nhá. Nay lên sớm sớm tí đi. Trầm thân thủ có không chị? Trầm thân thủ em cần cái loại trầm gì? Chị có rất nhiều loại trầm luôn. 250k một giò nhá. Sao thiên vương này, bác nào chốt thì cho em địa chỉ và số điện thoại nhá. Chỉ có 250k một giò thôi. Đây là mặt bông nhá. Còn em nếu mà khi mà mọi người mà muốn đặt có hoa như này thì em sẽ lấy luôn hoa. Còn mọi người mà muốn có nụ luôn thì em sẽ lấy có nụ nhá. Bây giờ là đang lúc nụ với hoa. Cho nên là em sẽ giao cho mọi người là đang có nụ. Còn mọi người là muốn có hoa luôn thì em sẽ là lấy có hoa luôn cho mọi người nhá. Giá chỉ có 250k một giò thôi, rất là rẻ luôn. Rồi ok. Ok em gái này, hai sao thiên vương này, bà trùm hàng Thái này, hai sao thiên vương này. Hai sao thiên vương. Ok em. Một cốc giả hạc lai chớp này. 500k giả hạc lai chớp 100 này. 100k này rồi, ok em. Ok em nhá. Cụp đơn chốt sổ số này. Rồi ok Hiếu Nguyễn này. Bà trùm hàng Thái này, ok em nhá. Nguyệt nhá. Tí nữa ai post số điện thoại với lại địa chỉ cho chị nhá. Ok. Chọn thêm cho bác một giò giả hạc lai chớp nhá. Bác Hiếu Nguyễn ơi, giò lai chớp của bác đây nhá. Hai mầm luôn, rất là đẹp luôn nhá. Hai mầm luôn nhá. Phương Vi, xin chào Phương Vi. Nãy giờ vận cho nên là chưa nhắn tin cho Phương Vi được nhá. Phương Vi lấy cái gì chốt trên like này luôn đi. Rồi Hiếu Nguyễn này cộng 100 nữa này. Phương Vi ơi, hôm nay mình có bán loại sao thiên vương nhá. 250k một giò nhá, một đậm một nhạt này rất là đẹp luôn. Nhạt thì bông to hơn, đậm thì bông nhỏ hơn nhá. 250k một giò này. Giá hạc lai chớp này giá chỉ có 100k là một giò nhỏ nhá mọi người nhá, 100k này. Em sẽ cho mọi người xem giá hạc lai chớp chỉ có 100k này, cây rất là đẹp luôn. Nhưng mà nó nhỏ thôi nhá mọi người nhá. Và mặt bông này. Mặt bông đây mọi người này, giả hạc lai chớp này. Mặt bông đây nhá. Đây mọi người xem này, mặt bông rất là đẹp luôn. Bác nào chốt thêm giả hạc lai chớp cho em 100k một giò như này nhá. 100k một giò nhá. Đây là mặt bông nhá, nhưng mà em không đảm bảo là cái mặt bông này là hoàn toàn là nó là mặt bông của cây mẹ nhá. Nó có thể là nó có mặt này mặt kia nhá mọi người ơi. 100k thôi, 100k hai mầm rất là đẹp luôn này. 100k hai mầm. Giá hạc lai chớp nhá mọi người nhá. Bác nào chốt thì cho em địa chỉ và số điện thoại này. Cây cũng rất là đẹp luôn. Dòng phát tài nào, dòng phát tài nhá. Dòng phát tài rất là đẹp này mà giá cũng chỉ có 250k. Đấy. Dòng phát tài là đang lên nụ rồi nhá mọi người nhá. Nụ của nó tím đậm luôn. Và nó sau này nó ra hoa thì sẽ rất là đậm. Nhưng mà cái môi của nó là trắng cho nên là nó sẽ nổi.
Lưỡi trắng nha các bác nha. Đậm ơi là đậm luôn á. Đây nụ của nó đây. Mọi người xem đậm đen đi luôn á. Giá chỉ có 250k một giò như này thôi nhá mọi người nhá. 250k, bác nào chốt thì cho em địa chỉ và số điện thoại này. Bây giờ đây giờ dòng này là dòng là đang bắt đầu, mới đang bắt đầu nở đây này. Nhìn rất là đẹp luôn, e ấp luôn. Đây là những bông đang mới nở. Em thì em muốn bán cho mặt bông cho mọi người xem biết luôn, không bị mua nhầm. Mọi người có đặt thêm cái gì nữa không? Em có hàng lá mít nhưng mà giá cũng hơi chát. Rồng đỏ này, rồng đỏ này 180k này. Cây cũng đang rất là đẹp luôn nhé mọi người nhé. 180k này. Cây rất là đẹp luôn. Mọi người lấy gì thì chốt thì cho em địa chỉ và số điện thoại nhá. 180k rồng đỏ thôi. 180k cho nên là rất là rẻ, rất là đẹp luôn. Và cả dòng blue nữa nhá. Những cái giò giả hạc lai chớp đây rất là to nhưng mà giá nó lại cao hơn. 280k. Rồi em xem lá mít, chờ chị một phút nhá. Lá mít. Lá mít à... Được rồi, để chị cho xem nhá. Còn rất là ít thôi. Tầm như này này em ơi. Đây nhá, địa lan xỉ Tết nhá, em xem đây nhá. Xong rồi một chút để em cứ iPod cho chị rồi chị chọn cho nhá. Những cái dòng như này. Đây nha em nha. Rồi. Chút nữa có gì thì em cứ nhắn tin cho chị nha, để chị chọn cho. Mọi người có lấy thêm cái gì nữa không nào? Để em lại đi đóng hàng cho khách nào. Cây năm nay rất là đẹp luôn đây này. À em còn một chậu nữa. Còn một chậu nữa. Còn một chậu sao thiên vương nữa. Mọi người ơi, đang còn một chậu sao thiên vương nữa. Bố lấy cái gì đã. Bố xem nào. Sữa. Bố chọn những cái quả chín ạ. Chín đây. Quả này chín bó về xong rồi. Để tí về cho mấy đứa trẻ con. Chín cây. Rồi đúng rồi. Cứ chín mới hãy bứt còn xanh thì thôi. Nào một chậu sao thiên vương nữa nào. Còn có một chậu đây nữa thì phải. Một chậu kia đã có bác chốt rồi. Còn một chậu này rất là đẹp luôn này. Vừa nụ vừa hoa này, vừa trồng trong chậu đây. Giá cũng chỉ có 250k thôi mọi người ạ. 250k thôi, đẹp cực kỳ luôn này. 250k thôi nhá. Bác nào chốt thì cho em địa chỉ và số điện thoại này. Cái em những cái dòng mà đây là nhà em vẫn bán buôn bán kiếm Phan Chí à? Không ạ. Không nha anh Hùng Lưu ơi, nhà em không có kiếm Phan Chí nhá. Em có mấy người anh đang bán kiếm, nếu mà anh thích thì em sẽ nhắn tin cho địa chỉ và số điện thoại nhá. Những người đó là những người uy tín và người ta bán, người ta có thể là người ta sẽ đảm bảo cho mình nếu mà bác muốn nhá. Mọi người ơi, hôm nay còn lấy gì thêm cho em nữa không? Sao thiên vương nào. Sao thiên vương thì mọi người thấy rất là đẹp rồi đúng không ạ? Đẹp lắm luôn rồi đó mà giá chỉ có 250k. Sao thiên vương màu nhạt đây ạ. Sao thiên vương màu nhạt đây nhá mọi người nhá. Và nếu mà bác nào muốn thì sẽ phải lấy cái chậu này. Chậu này vừa đang có nụ vừa đang có hoa. Mít giá 300. Mít giá 300 Khánh Huynh ơi. Sao thiên vương đây nhá. Đây là màu nhạt nhá mọi người nhá. Màu nhạt này. Màu nhạt này. Hạnh Trần này. Lấy luôn cái giò này thì nó có cả vừa một bông hoa vừa một bông nụ này. 250k thôi nhá. 250k, bác nào chốt thì cho em địa chỉ và số điện thoại nào. Cây đẹp thôi rồi luôn nhá mọi người. Hoa từ dưới gốc hoa lên ạ. Mọi người có thể là lấy những cái chậu mà 2-3 mầm cũng có nhá. Mọi người nhá.
Nhà em chỉ có kiếm Đài, kiếm Thái thôi, với lại kiếm Tây Ninh thôi. Còn kiếm Phan Chí thì chưa chơi được đâu. Bác nào chốt cho em giỏ sao Thiên Vương này không? Giá chỉ có 250k thôi, 250k thôi nhá. Hôm nay thì tại vì lâu đến nay cũng thấy mọi người chắc là nghỉ ngơi không giống như ngày trước là còn phải đi làm, phải không ạ? Bây giờ là mình nhá cứ được nghỉ cả ngày rồi, cho nên là em lại vẫn lên bán cái giờ này. Bác nào chốt thêm sao Thiên Vương cho em thì cho em địa chỉ và số điện thoại nhá. Và em đang còn cái loại giá hạc hoa hồng đỏ này nhá mọi người nhá. Giá hạc hoa hồng đỏ giá chỉ có 250k thôi nhá. Bác nào chốt thêm cho em thì cho em địa chỉ và số điện thoại nhá. Cần cái loại nào thì ai post vào trong cái tin nhắn của em nhá, để em còn đi đóng hàng cho khách. Giờ em mới bắt đầu đi ăn cơm đây. Mọi người có cần gì nữa không ạ? Cần gì nữa không để em bán thêm nữa nào? Còn không là em đi đóng hàng cho mọi người nè. Rất rất là nhiều đây rồi. Rồi, Hương Lily lấy thêm một cây đậm cây nhạt đây đi. Một cây sao Thiên Vương này, màu đậm này, màu nhạt này. Có đen xuân anh ơi. Trung Lê ơi, không có giá đó nha bạn nha. 250k, 250k. Xem giá hạc hoa hồng rồi, ok. Giá hạc, cho giá hạc lai 280k gộp đơn cho em cốc nhiều mầm rồi, ok. Hương Nguyễn ơi, cốc của Hương Nguyễn đây nha. Rồi ok, 280k gộp mầm cho Hương Nguyễn. Rồi ok Hương Nguyễn nha, đây của Hương Nguyễn đây. Rồi để em sẽ cho mọi người xem giả hạc hoa hồng đỏ nhá. Bây giờ đang có nụ nhưng mà rất là nhỏ luôn, và cái mặt bông của nó đây em sẽ bán rất là rẻ luôn. Giá chỉ có 120k một giò thôi, nhưng mà được 2-3-4 thân cơ. Đâu nhỉ, cái giò mặt hoa của giả hạc hoa hồng đỏ đâu nhỉ? Chờ em một chút nhá, để em xem. Em đang nghĩ xem cái đầu em đang để ở đâu. Hoa chói lóa luôn. Năm cánh trắng hồng hồng có bạn ơi. Cường treo này, năm cánh trắng hồng hồng này đang nở hoa này. Năm cánh trắng họng hồng nào. Mọi người ơi, năm cánh trắng họng hồng nào. Cường treo này, năm cánh trắng họng hồng giá chỉ có 200k một chậu nhá. 200k một chậu và đang hoa luôn nhá. 200k một chậu nhá. Mình cứ cho xem như này rồi mọi người có ai có nhu cầu thì lấy nhá. 200k một chậu này. Mầm gốc rất là đẹp luôn nhá. 200k nhá. Cây này đẹp này,
Cường Trang mà có lấy thì lấy cái này này. Thân rất là đẹp luôn. Hoa đang ở trên thân luôn nhá. Đây. Đây là dòng hoa hồng đỏ này mọi người này, đang nụ, nụ rất là nhiều luôn. Và cái hoa của nó thì như này ạ. Hoa của nó bây giờ nó cũng mới bắt đầu ra thôi. Nhưng mà bông đẹp cực kỳ luôn. Đây, nụ chữ chịt luôn. Hoa hồng đỏ này. Giá hoa hồng đỏ của nhà em bán chỉ có 150k một cây thôi. 150k một chậu như này. Ok, Hương Lily. Sa Thiên Vương nhiều mầm, ok. Sa Thiên Vương nhiều mầm. Hương Lily ơi, Sa Thiên Vương nhiều mầm đây nhá. Hương Lily này. Đây chỉ được có mấy cái nụ thôi. Xin chào Tám Sam. Tám Sam hôm nay có lấy thêm cái gì không? Sa Thiên Vương rất là đẹp luôn. Giá hạc hoa hồng đỏ này giá chỉ có 150k một chậu thôi. Đẹp cực kỳ luôn. Mấy bữa nữa thì mình sẽ ra nụ á, ra nụ nhiều nhiều á thì mình sẽ bán tốt hơn. Bây giờ thì nó mới đang bắt đầu nhú nụ thôi mọi người ạ. Nhưng mà nếu những cái lúc như này này là về tay của mọi người. Giò to. Giò to nhú mầm hoa. Giá thế nào? Đem cho anh. Giò to à? Giò to đang nhú mầm hoa hả anh? Giò này à? Giò này bác mà lấy em lấy cho bác 300 nghìn thôi. 300k thôi. 300k thôi. Bác Tâm Lê Việt này. Nếu mà chốt thì cho em địa chỉ và số điện thoại. Không có thì em mang ra hàng rồi bác xuống mà lấy. Bạn Hương Lily này. Hương Lily ơi, lấy giò này nhá, giò nhiều mầm nhá. Cây rất là đẹp luôn này. Chỉ có hoa hồng đỏ rồi, ok anh ạ. Có 300k thôi bác Tâm Lê Việt ạ. Em chốt cái giò đó cho bác nhá. Đang nụ thôi rồi luôn rồi, ok bác Tâm Lê Việt này. Ở trên đây là em đang không có giấy tờ gì cả cho nên là đây, đợi tí. Em sẽ năng cái trắng hồng hồng. Cường Treo nãy giờ cho xem rồi có gì. Tâm Lê Việt này. 300k này. Ok bác Tâm Lê Việt nhá. Hương Lily này. Ok Hương Lily nha. Của Hương Lily đây nha. Rồi. Ok Hương Lily này. Mít chờ một chút. Cho chị giỏ hoa hồng đỏ rồi ok ạ. Phương Anh Lê Anh này. Hoa hồng đỏ 150k. này. Em lấy cho chị nhiều thân nhiều mầm nhá. Chị yêu. Cái này là chuẩn bị ra hoa này. Hết sạch lá rồi chị này. Hai mầm này. Cái này này. Em lấy cái này đang còn lá cho chị nhá. Để chị về chị vừa chơi hoa vừa chơi lá này. 150k này. Ok chị Phương Anh Lê Anh này. Cường Treo này. Hoa hồng đỏ đẹp có mầm gốc, xương lá nhú nụ chị ạ. Rồi ok này. Hoa hồng đỏ có mầm gốc này, đang nhú nụ này. Xuống lá nhú nụ à. Đây thế thì lấy cái cây này. Cây này cho Khánh Huynh này. Lấy cây này cho Khánh Huynh nhá. Có mầm gốc này. Ok Khánh Huynh này. Khánh Huynh chỗ đâu rồi. Béo ơi. Rồi ok Khánh Huynh nha.
Cái này to đẹp này. Vâng ạ, vâng chị. À, một chậu chậu gì nhỉ? Sa Thiên Vương nhiều nụ rồi, ok. Trung Lê cho Trung Lê một chậu Sa Thiên Vương nhiều nụ. Ôi giời ơi, Béo ơi, Béo đi đâu Béo ơi? Khổ đời lắm đấy thôi. Gọi Béo như gọi họ đỏ à? Ngại thật đấy chứ. Có chửi đi cậu. Chửi cái gì? Rồi cứ đợi đó. Tí xong lại với Bảo. Ờ, có sữa đâu đây? Ông vừa bứt á. Không ngon nhờ. Rồi. Ông bứt trên cây á, anh ơi. Chín chưa bứt á? Chín rồi. Đỏ ao rất là được. Ôi ngon nhờ. Anh ơi lấy cho em giò Sa Thiên Vương nhiều nụ ơi. Nhiều nụ à? Lấy nụ nhạt đi cho nó nhiều nụ. Đậm là không có nụ mấy. Nhạt đi nhạt đi. Đậm đấy. Nhạt. Nghe chưa? Nhạt bên Hương Lily, Yến xem Sa Thiên Vương đi đẹp. Hương à, Trung Lê này, Trung Lê cho mình địa chỉ và số điện thoại đi nào. Trung Lê ơi, giò của Trung Lê đây nhá. Mầm gốc cũng đẹp luôn này. À, Khánh Huy ơi có nhá, có. Rồi Trung Lê này cho em địa chỉ và số điện thoại này, một Sa Thiên Vương này. Hoa và đủ. Ở trên tay không có giấy. Chúng ta chuẩn bị kỹ quá. Kỹ cái gì lên đóng hàng cho khách để ấy cái này. Có gì mà kỹ. Ghim không có. Rồi ok. Ok Trung Lê nhá. 250k. Này cầm. Ở đây. Trung Lê ơi đã được chưa ạ? Đây cây này là mình lấy cho bông nhạt đấy nhá. Bông của nó đây này. Đây nhá Trung Lê nhá. Sa Thiên Vương này. Đây cây của Trung Lê đây nhá. Rồi a à, xin chào Tấn Hiền này. Tấn Hiền hôm nay có lấy cái gì không? Anh ơi này, kẹp ghim vào đó cho em ơi. Tấn Hiền hôm nay có lấy cái gì không nhỉ? Mình đang có một chậu đùi gà trắng nhá, ai mà muốn tách thì báo mình nhá. Đùi gà trắng này rất là thơm luôn. Còn một giò blue này, một giò giả hạc blue này. 300k bây giờ mình chỉ lấy có 200k thế này, có một giò thôi đang nhú mầm này. Đang hoa nhá mọi người ơi, nếu mà gửi đi xa là về đến nơi mọi người sẽ bị tàn này. 200k thôi nhá, còn có một giò này thôi. Blue nhá mọi người nhá, giả hạc blue chứ không phải trầm blue thì nó ngắn hơn nhá. Đang mầm gốc đang lên này. Rồi ok. Trung Lê này. Rồi bạn nhá. Mọi người ơi bây giờ đang có những người người ta lấy đơn của mình nhá để người ta gửi hàng vỡ hàng vẩn á, cho nên là mọi người sẽ xem là có phải là của Vườn Lan Bình Nhung ở Thanh Hóa không nhá. Và mọi người cứ mở ra mà kiểm tra hàng hóa nhá. Xin chào Nguyễn Thu Hồng. 300k một giò giả hạc blue này nhá. Mà bây giờ mình chỉ bán có 200 thôi. Còn có một giò thôi nhá mọi người ơi. Bác nào chốt thì cho em địa chỉ vào số điện thoại nhá. Vừa có mầm này. Rồi cảm ơn Khánh Huynh nhá. Chị Khánh Huynh là mở hàng cho em lúc nào cũng may mắn mà. Rồi một giò giả hạc blue nhá. Giá chỉ còn có 200k thôi. Tiếp tục nào. Em bán thêm dòng Sao Thiên Vương. Có trầm bạn ơi. Có trầm mà. Có trầm rồng đỏ này. Có trầm lá phát tài này. Trầm lá phát tài giá 250k nhá mọi người nhá. 250k cho mình hai Sao Thiên Vương màu nhạt. Ok, Mai Lan Nguyễn này. Anh ơi chọn cho Mai Lan Nguyễn hai Sao Thiên Vương này. Hai Sao Thiên Vương màu nhạt đang có nụ nhá, đang nụ nhá. Mình sẽ chọn đang nụ cho bạn nhá bạn ơi. Hai Sao Thiên Vương này giá chỉ có 500k, 250k một chậu nhá. Đùi gà trắng bán như thế nào? Dạ. Đúng rồi ạ, cho nên là mọi người xem hộ cho em với nhá.
Nếu mà đúng là vườn lan Bình Nhung ở trong Thanh Hóa thì mọi người nhận hàng nhá, hoặc là mọi người cứ lấy ra kiểm tra thoải mái nhá. Đúng hàng của mình thì hãy lấy nhá, còn không đúng hàng của mình thì thôi nhá. Nếu mà chồng con các thứ mà nhận hộ á, thì mọi người cứ bảo là có phải là chữ vườn lan Bình Nhung ở Thanh Hóa không nhá. Rồi Tùng Nguyễn này, lựa cho mình thêm một chậu sao thiên vương nhiều nụ mầm. Rồi ok. Một chậu sao thiên vương nhiều nụ mầm. Chồng ấy còn được mấy, còn bao nhiêu chậu nữa? Sao thiên vương nhiều nụ mầm. Sao thiên vương đây ít nụ nhưng mà nhiều mầm có được không này mọi người ơi? Em xem lá kẻ. Ồ, lá kẻ mình đang để ở nhà cơ, không để ở vườn đây. Nhiều nụ rồi, ok. Bạn ơi, ở Hà Nội á thì chỉ có ngày mai là nhận được thôi. Yến Nguyễn này tự dưng là bị Tùng Nguyễn đã cho mình địa chỉ và số điện thoại chưa nhỉ? Tùng Nguyễn ơi, cái giò này là ít nụ hơn một chút này nhưng mà ít nụ hơn một chút nhưng mà nhiều mầm này, mầm rất là đẹp luôn, 250k thôi. Tùng Nguyễn có ok không ạ? Hương Lily ơi, của Hương Lily màu 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 nhạt nhá. Anh xem lại cho em chỗ Hương Lily với. Xem đậm hay nhạt. Tùng Nguyễn này, Tùng Nguyễn cho mình địa chỉ và số điện thoại đi nào. Năm cánh trắng hồng hồng nhá. Năm cánh trắng hồng hồng chỉ còn có 200k thôi này. Năm cánh trắng hồng hồng chỉ còn có 200k, rất rất là đẹp luôn. Đang có mặt hoa nhá mọi người ơi, đang có mặt hoa này. Chỉ có 200k thôi. Ừ, phải đây. Của Khánh Huynh. Tại sao lại để đây nhỉ? Đây này này anh này, của anh Tâm Lê Viết. Sao lại thêm 3 giờ à? À Hương Lily là màu đậm mà. Hương Lily ơi. Của Hương Lily đây này, màu đậm này. Hương Lily, cây của Hương Lily đây nhá. Khánh Huynh là 3 giờ à? Rồi 3 giờ. Đây Hương Lily này. Hương Lily nhiều thân nhiều mầm. Nãy mỏi qua đây này. Mai Lan Nguyễn nhiều nụ này. Mai Lan Nguyễn này. Anh ơi, nãy giờ đã chọn cho bạn Mai Lan Nguyễn chưa? Chưa đúng không? Rồi ok, Mai Lan Nguyễn này. Tùng Nguyễn này. Tùng Nguyễn với Mai Lan Nguyễn này chưa có cho mình địa chỉ và số điện thoại đâu này. Đó là của anh ấy, hoa hồng đỏ. Tùng Nguyễn này. Đây Mai Lan Nguyễn nhá. Đây mình chọn cho Mai Lan Nguyễn trước này. Nụ này, nụ nhiều này. Cây đẹp này. Một giò hay là hai giò bạn ơi? Một giò hay hai giò nhỏ? Đây của Mai Lan Nguyễn đây. Hai mầm. Cây hai mầm này Tuấn Hiền chốt cho hai giò thiên vương nhiều mầm màu đậm với về tìm cho em giò kẻ. Rồi ok. Chốt cho Tấn Hiền hai giò thiên vương nhiều mầm màu đậm này. Rồi ok, để lấy cho Tấn Hiền hai màu đậm với lại một giò lá kẻ này. Rồi ok. Lá kẻ có nhá. Tấn Hiền này hai màu đậm này. Một giò kẻ này anh này. Anh lấy luôn đi. Rồi cầm lấy cho em. Kẻ thì phải về nhà. Thì lấy đậm luôn đi, kẹp lên tiện không nhớ. Rồi anh ấy cho em. Hai đậm hả? Ừ. Đủ hai đây. Bây giờ gửi đi. Bây giờ gửi Mai Lan Nguyễn này của mình hai giò này ok. Mai Lan Nguyễn cho mình địa chỉ và số điện thoại đi bạn ơi. Đây qua mà xếp nhiều này. Đâu đó là của không có người đó. Của Mai Lan Nguyễn ơi, cây của Mai Lan Nguyễn đẹp cực kỳ này.
Chọn cho em hai màu nhạt. Nhiều mầm nhé rồi. Ồ, lúc nãy Lily lấy một màu đậm rồi. Bây giờ là lấy thêm hai màu nhạt nữa này. Hai màu nhạt nhiều mầm anh ơi. Thế chứ lại. Của Hương Lily hai màu nhạt nhiều mầm này. Anh ơi lấy cho em cây ít nụ cũng được nhưng mà màu nhạt này. Có nha, nhưng mà chiều chị mới ra, bây giờ chị đang bán trên vườn. Rồi nãy giờ mà chả thấy bạn Mai Lan Nguyễn này của mình hai giò này. Cho mình địa chỉ và số điện thoại đi bạn Mai Lan Nguyễn ơi. Chưa có địa chỉ và số điện thoại của bạn đâu. Kể cả bạn bạn gì đây nữa này, bạn Tùng Nguyễn này cũng chưa có này. Thôi chốt hai cái này cho bạn ấy. À đây Thanh Xuân Hà Nội này rồi, ok Mai Lan Nguyễn nha. Hai giò của bạn đây. Anh ơi Mai Lan Nguyễn này. Đi vào đi. Cầm lấy cho em. Tuấn Hiền á, Tuấn Hiền để em chọn cho. Đang còn nhiều mà. Tuấn Hiền khách quen để em chọn cho anh ơi. Này anh này. Vì khách lạ cho nên là mình lại phải cần ấy luôn. Chứ còn bình thường á, khách quen thì mình chọn là người ta đồng ý ngay mà. Khách lạ là phải lên để cho mọi người người ta xem. Rồi ok Mai Lan Nguyễn nha. Hương Lily này. Hương Lily là ấy này. Lấy rồi mà. Không, Hương Lily lấy thêm. Nhưng mà lại bạn cần nhiều mầm có giống như cái mầm tím đây này. Mầm á. Màu nhạt hay màu đậm? Dạ. Đậm nhạt. Để đi tìm. Nhạt. Đậm thì lại có nhiều mấy. Tùng Nguyễn này. Mình lấy màu đậm này, Xuân Phú, Hòa Sơn, Đà Nẵng rồi, ok Tùng Nguyễn nhá. Màu đậm thì hoa nở rồi chứ, còn chưa nở đâu, không còn nữa. Màu đậm thì lại ok, màu đậm thì lại dễ. Màu đậm đây nhá, Tùng Nguyễn ơi, của Tùng Nguyễn đây nhá. Rồi ok em nhá, ok. Rồi Tùng Nguyễn này, có 2-3 mầm luôn này. Để cái sàn nó tí em rộng. Đây là hết rồi mà anh. Lily này, đang mới có một giò này. Rồi. Lấy anh gì cộng nữa? Thêm vào đó cho em hai giò nữa bây. Tùng Nguyễn này. Đây là Tùng Nguyễn này anh ơi. Rồi ok. Hương Lily này. Hương Lily rồi tí nữa chị chọn thêm hai cái giò. À đây. Nhiều mầm mà. Đây giò nhiều mầm đây. Chết rồi, hết ghim rồi. Hết ghim thì thôi. Đây. Mãi cho nàng này được. Rồi đây. Quá hay, trời ơi may, không được gì. Hai giò của nàng Hương Lily đây này nhá. Là thành ba giò nhá. Vườn ở chị ở trên Đông Cương em ơi. Hai giò đây là ba giò nhá. Một giò đậm, hai giò nhạt này. Sao Thiên Vương đó là của con em. Bà Trùm Hàng Thái à. Của bé Nguyệt. Cộng thêm 500 nữa này. Rồi ok. Giả hạc lai chớp ok. Giả hạc lai chớp nào. Bắt đầu giả hạc lai chớp nhá. Nhưng mà không phải một mặt đây nhá. Mà nó có nhiều mặt khác nhau nhá mọi người ơi. Để mình lấy cái dòng Không cần phải đi đâu. Ở đây rồi tí nữa mà về luôn. Còn nhiều việc lắm. Xuống dưới vườn mở cửa hàng nữa nào. Giá hạc lai chớp nào. Giá hạc lai chớp mặt bông này. Giá hạc lai chớp đây là 250k nhá. Rồi cho mình chậu đăng nụ. Rồi hai giò một đậm một nhạt. À Hương Lily là hai giò một đậm một nhạt. Chứ không phải là ba giò đâu. Cho 5 mít nữa chị chọn cho em cây lá to chút rồi ok. Tuấn Hiền ơi chị. Nào đây đây em. Rồi được rồi, hai giò này là được rồi. À đây, anh lấy cái giò này ra cho em. Trừ đi một trừ 250k. Tuấn Hiền 5 mít nữa anh ơi. Ok em.
bút đâu? Đây. Thế sao bút được bỏ đây? Đây 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 bút này. Anh chỉ cho em cái này. 100k một chậu như này thôi nhá, giả hạc lai chớp này, mặt bông này, 100k nhá mọi người ơi, 100k này. 100k giả hạc lai chớp nhá. 100k giả hạc lai chớp này, Tuấn Hiền 5 giò mít này. Ừ. Anh chọn cho Tuấn Hiền 5 giò mít đẹp này. Giả hạc lai chớp này, 100k này, bác nào chốt thì cho em địa chỉ và số điện thoại này. Giả hạc lai chớp này. Anh ơi 5 giò mít. Ghi cho Tuấn Hiền nói chi. 100k nhá, bác nào chốt thì cho em địa chỉ và số điện thoại nhá. Đây. 5 giò mít. Rồi. Của Tuấn Hiền Ochi. Hiền có phiếu chưa? Có phiếu nhưng mà chưa có hoa đâu, chưa lấy hoa thôi. À đây Tuấn Hiền. Hai đậm sao thiên vương. Ừ. Một giò kẻ. Bây giờ là cộng thêm 5 giò giò mít. Giò mít đúng không? Mình lấy giò có hoa vừa cầm. Giò có hoa vừa cầm đây, ok, 250k. Đây anh ơi, cộng thêm cho Mai Lan Nguyễn này, 250k giò này. Hai giò sao thiên vương. Hai giò đang nụ ấy, Mai Lan Nguyễn này, anh cứ cầm vào đó cho em. Cộng 250k này. Bút đâu, đưa đây cho vợ nào. Không cần đâu. Rồi ok Mai Lan Nguyễn nha. Rồi ok. Mấy giò rồi? Dạ là 3 giò. Thế gì phải... Mai Lan Nguyễn em ghi vào đây 3 giò, đánh cho 3 giò chứ em gì rồi nữa. Gộp đơn. Ghi thế bây giờ hai tên biết sao tìm được. Rồi ok. Tiếp tục ạ. Sao thiên vương nhá mọi người ơi, sao thiên vương này 250k này. Cây đẹp lắm luôn ạ. 250k nhá, bác nào chốt thêm thì cho em địa chỉ và số điện thoại này. Đang còn nụ nhá mọi người nhá. Đây đang giò đây là đang còn nụ nhá. Bác nào thích có nụ thì em sẽ gửi nụ nhá, còn bác nào thích hoa thì em gửi hoa cho mọi người nhá. 250k nhá. Giá hạt hoa hồng đỏ này, giá hạt hoa hồng đỏ chỉ có giá 150k thôi này. Hoa hồng đỏ này 150k này, đang nụ này. Đang nụ rất nhiều. Cho hai giá hạt lai chớp nữa này. Ok, hai giá hạt lai chớp. Anh ơi, Tuấn Hiền này, hai giá hạt lai chớp. Loại 100k này. Tuấn Hiền ơi, lấy loại 100k hay là lấy loại 250k? Loại nào cũng có thật. Nhiều lắm luôn á, kiếm thủ hay là cái gì cũng có, phi điệp cũng có. Hai giò giả hạc lai chớp này. Tuấn Hiền ơi, hai giò giả hạc lai chớp có 200k thôi này. 200k thôi nhá. 100k một giò này, 100 này, 100 này, 200 này. Còn nếu mà cái lấy cái loại to á là nó là 250k. 250k là loại to như thế này nhá mọi người nhá. Để em sẽ cho mọi người xem đây này, đây. Đồng này nó có nhiều mặt hoa lắm luôn á. Lúc nãy là một giò khác mà bây giờ một mặt hoa lại khác. 250k này. 250k này, loại đây là 100k này. 100 nhá mọi người nhá, 100 này. Tuấn Hiền lấy cái loại nhỏ hay là loại to nào? Cho mình hai chậu đen rô màu tím, xuân màu tím đậm nữa. Giá sao? Một em lai chớp. Nhiều mầm chút chị. Còn 5 cánh trắng họng hồng cho em một cây rồi, ok. Bạn Yến Nguyễn này, cho mình địa chỉ và số điện thoại này. 5 cánh trắng họng hồng này, 200k này. 5 cánh trắng họng hồng, mình sẽ lấy cây tốt cho bạn nha. Đâu nhỏ, đang có hoa đâu nhỏ, 5 cánh trắng họng hồng đâu nhỏ chồng ơi. 5 cánh trắng họng hồng đang hoa nhá, cây đẹp đấy này. Rồi ok. Nhiều mầm chút. Thế thì lấy cái loại 208 nhá, Tuấn Hiền ơi, 208 này. 208 đâu anh ơi. Cái loại 280k đâu rồi. Cái loại to đùng. Giá hạc lai chớp.
đây này. Cho chậu nhỏ rồi, ok. Yến Nguyễn này. Lấy số thoại, bấm số thoại trước đầu trước nhà này. Cho em chậu nhỏ rồi, ok này. Cho bạn ấy hai chậu này. Dự tiền Thanh Oai Hà Nội này rồi, ok. Yến Nguyễn này. Anh ơi đây. Này của Yến Nguyễn này. Rồi ok Yến Nguyễn nha, cây này của Yến Nguyễn nha. Có đơn chưa? Dạ. Chưa đơn thì viết vào đấy. Đây Yến Nguyễn này. Có bạn nào đang ở ngoài cửa hàng cả? Ngoài. Ôi trời ơi anh ơi, nó đùa đó. Rồi ok Yến Nguyễn nha. Này. Anh này bỏ ra xem này. Tấn Hiền này hai chậu ấy là em quên đi mất. Hai chậu loại 100k. Hai chậu của bạn gì nhỉ? Tấn Hiền này. Rồi hai chậu của Tấn Hiền đây nha, hai chậu 200k đây nha Tấn Hiền ơi. Hai chậu của Tấn Hiền đây nha. Rồi ok này, bây giờ hai chậu của Tấn Hiền này. Anh ơi. Chào Tấn Hiền đây này. Hiền đâu? Tấn Hiền đó. Đây này. Hai đậm sao thiên vương này. Mọi người lại nghỉ mất rồi à? Mọi người còn mua cái gì nữa không? Còn mua cái gì nữa không nào để em bán thêm cho mọi người nào. Cửu Long nào, Cửu Long nào. Mọi người ơi, Cửu Long nha. 250k một giò này, bác nào chốt thì cho em địa chỉ và số điện thoại nha. Cây đẹp cực kỳ luôn. Cửu Long, Cửu Long nha. 250k này. Hàng Trầm Phát Tài này, 250k này. Trầm Phát Tài nào. Cho em cây Trầm Phát Tài lên cho mọi người xem mặt hoa nào. Đó anh. Trầm Phát Tài gom luôn 10 cây để gửi cho Cường. 250k một giò giá hạc lai chớp này. 250k một giò sao thiên vương này. Sao Thiên Vương cũng 250k này. Rất rất nhiều loại này nhá mọi người nhá. Bây giờ cho hai chậu giả hạc 200k. Hai chậu giả hạc 200k. À rồi ok. Khoa Văn Nguyễn này. Khoa Văn Nguyễn nhá. Giả hạc của cậu này. Để em tới xem. Hai chậu giá hạc của chậu nào còn lá, chậu nào cũng còn lá hết ạ. Ờ được rồi, đúng rồi. Khoa Nguyễn Văn này cho địa chỉ và số điện thoại nào. Hai giò 200k của Khoa Nguyễn Văn đây nhá. Cho mình địa chỉ và số điện thoại nào. Hai giò, mỗi giò 100k nhá. Hai giò 200k này. Vô duyên. Không, cho ra đảo rồi. Trầm còn lá thì bây giờ chỉ có rồng đỏ cũng đang còn này. Rồng đỏ cũng đang còn nhá, rồng đỏ có 180k một giò thôi nhá. Trầm chưa xuống lá thì bây giờ còn có loại gì nhỉ? Chả còn loại gì. Xuống lá hết rồi bạn ơi. Tập này là xuống lá hết rồi nhá. Nào bạn gì nhà, bạn Khoa Nguyễn Văn này có chốt hai giò này không để mình đóng luôn cho nào. Hai giò nào. Hai giò giá chỉ có 200k thôi nhá mọi người nhá. Giá hạt hoa hồng đỏ này. Giá hạt hoa hồng đỏ này. 150k nhá.
chậu đen dâu xuân tím đậm. À quên đi mất. Anh ơi lấy cho em hai chậu, ba chậu đen dâu xuân tím đậm đấy. Để cho bạn này, bạn nó lựa luôn Tùng Nguyễn này. Rồi chờ mình một chút nhá. Có cả loại đang hoa nhá. Cả cái nhỏ, cả loại to nhanh nhá. Loại đang hoa đi cho mọi người, người ta nhìn thấy hoa luôn. Rồi Tùng Nguyễn chờ mình một chút nhá. Để mình đóng gói luôn cho bạn. Cùng đóng một thẻ thì nó đỡ được tiền cước đi. Rồi để Yên để chọn cho bạn kia hai giò đẹp hơn để cho bạn nó chốt. Khoa ơi, bạn chọn hai chậu này, mỗi chậu một thân hay là chậu loại 2-3 thân nào? Rồi ok bạn này. Mình chụp lại địa chỉ này. Rồi ok bạn Khoa nhá. Đây có cả loại 2 thân này. 2 thân nhưng mà cái loại kia thì nó nhiều hoa, nhiều thân hơn. Rồi đây mình sẽ chọn hai chậu đẹp cho bạn nhá. Một chậu này và một chậu này nhá. Ok chưa? Rồi ok nhá. Hai cây của bạn đây nhá. Còn bác nào chốt dòng 100k nữa không nào? Sao Thiên Vương nào, Sao Thiên Vương 250k một chậu này. Giả hạc 250k một chậu này. Sao Thiên Vương màu đậm hơn một chút nữa cũng 250k một chậu. Rất rẻ nhá mọi người nhá, rất là rẻ luôn nhá. 250k một chậu, 250k một chậu. Bác nào chốt thì cho em địa chỉ và số điện thoại nhá. Cây rất là đẹp luôn mọi người ơi, cây rất là đẹp luôn. Giá rẻ bất ngờ. Bây giờ trong cái dịp mà đang dịch như này á, mọi người ở nhà vừa được cắm hoa mà lại vừa được chăm cây. Giá lại còn rẻ nữa. Cho nên là mọi người ủng hộ cho em nhá. Bác nào chốt thêm thì cho em địa chỉ và số điện thoại nhá. Để bây giờ em sẽ đi đóng hàng cho mọi người này. Bạn Tùng Nguyễn nán lại một tí này. Mình sẽ đưa cái cây Denzo Xuân cho bạn này nhá. Chờ mình một chút nhá. Ông xã mình đang đi tìm cái cây Denzo Xuân cho bạn nhá. Ok đang có giò đùi gà trắng nhá mọi người. Đùi gà trắng này. Anh Bình ơi, ở ngoài kia đang có khách anh Bình ơi. Đùi gà trắng nha, rất là thơm. Chị ơi, được rồi ạ. Một giả hạc lai chớp nhiều mầm rồi, ok bạn này. Bạn Tùng Nguyễn ơi, giả hạc lai chớp nhiều mầm là 280k này. Còn một loại giả hạc lai chớp là 100k này. Bạn lấy loại 280k hay là 100k? Chị Trần Lân ơi, có của chị rồi đấy ạ. Em chọn cho chị rồi đấy ạ. Chờ một tí mình ra mở cửa cho. Màu tím đậm ấy. Anh ơi lúc này mở cửa ông ơi. Bố ơi ra mở cửa con với. Khách. Denzo nha, Denzo tím đậm nha. Rồi ok này chị Trần Lân ơi. Em cứ để ra đây nha. Nếu mà em đã chọn được cho chị rồi thôi. Ôi em chưa đâu, anh quét chó đi kìa. Thiếp quét nữa. Tùng Nguyễn này. Hoa đậm rất là đẹp này. 300k một giò này. Tớ sẽ lấy cho bạn 300k một giò này. Cây rất là đẹp luôn. Đây là hàng Đài Loan nhé mọi người nhá. 300k một giò này. Tùng Nguyễn này. Đây là mình lấy cho bạn Tùng Nguyễn này. Chốt một sao Thiên Vương đậm này. Rồi ok này. Chưa chị chưa.
một giá hạt lai chớp nhiều mầm này. Khoa Nguyễn này, Khoa Nguyễn Văn một giò sao thiên vương đậm này. Rồi ok Khoa Nguyễn Văn này, Khoa Nguyễn Văn này. Rồi sao thiên vương đậm đây của Khoa Nguyễn Văn đây nhá. Đây bạn ơi, đang có nụ, đang có hoa đây nhá. Rồi đậm màu này, đang có mầm nhiều này. Anh ơi, Khoa Thiên, Khoa Nguyễn Văn này, lúc nãy đang có à đây 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 đây. Đấy. Rồi đen dâu xuân này, đen dâu xuân giò này thì nó hơi đắt nha mọi người nhá. Giờ sao nhỉ hơn kìa. Loại này là đắt nhá, loại này 500k này. Giá hạt lai chớp nhiều mầm này, Tùng Nguyễn này rồi ok. Còn nữa cái loại này rẻ nha người ta này. Loại này, loại này không phải. Đang kỳ ra nhiều quá nên bỏ đi chứ. Rồi rồi rồi. Kìa khách cả anh ra đó đi anh. Sao thiên vương màu đậm này, Tùng Nguyễn này. Giá hạt lai chớp nhiều mầm này, 280k này. Rồi ok này. Giá hạt lai chớp nhiều mầm anh ơi trời. Đây. Đây, đây. Một giò giá hạt lai chớp nhiều mầm này. Một giò giá hạt lai chớp nhiều mầm này. Cần cái loại gì ấy? Hoa hồng đỏ đây này. À, năm cánh trắng họng hồng phải không? Lúc nãy anh hỏi năm cánh trắng họng hồng phải không? Là đây hoặc là bên đó, bên đó cũng còn một ít. Nhiều chó thế. Rồi Tùng Nguyễn thì giá 100 này, rồi để em lấy cái loại 100. Hoa hồng bên đây này, một giá đây này. Hoa hồng lấy nhiều không? Một lô đây này. Rồi. Tùng Nguyễn ơi. Sọc rõ đấy bạn ạ, à. Đây này bạn này. Đây bạn xem nhá. Xem rõ một chút nhá. Ở đâu mất rồi. Đây. Bạn ơi bạn xem là có sọc rõ ràng không. Hoa lan quốc huy này. Bạn xem có rõ ràng không nhá. Mọi người có nhìn thấy rõ không ạ à? Bạn hoa lan quốc huy đang nói là đang không rõ ràng. Đây nhá. Đây cây to nó như thế này nha bạn nhá. Bạn xem đi xem là có rõ không nhá. Nhà mình thì chuyên hàng đài cho nên là bạn cứ yên tâm đi. Này là trầm mà chị. Dạ. Cây tím 300 ý. Rồi. Tùng Nguyễn lấy chậu mầm mập. Cho bạn Tùng Nguyễn cái chậu 100 nữa này. Rồi ok Tùng Nguyễn ơi chậu mà đây nhá. 100. Đó là nù em ơi. Nù 300. Này Tùng Nguyễn này. Đây xem Tùng Nguyễn. Tùng Nguyễn đây này. Đấy. Rồi ok Tùng Nguyễn nhá. Chị Trần Lân cây tím này. Chị Trần Lân lấy cây tím. Đây. Tùng Nguyễn 100. Chị Trần Lân ơi, chị Trần Lân lấy loại 300 này à? Này là hàng Đài Loan nhá chị nhá. 300k. Chị Trần Lân có lấy cái loại này luôn không ạ? À? Rồi. Ờ được rồi ok. Chưa trồng để được trong cốc thoải mái nhá bạn nhá. Chưa trồng thì bạn có thể là để trong cốc kể cả là 1 đến 2 đến 3 tháng cũng được. Vì thực ra là nhà mình về nếu như mà nhà mình chưa trồng thì nhà mình cũng rải lên sàn như này thôi. Mình ở bên hàng đài về thì đúng lấy nụ. Anh ơi có còn nụ không nhỉ? Cái này có còn nụ không? Dạ còn. Cái này hả? Cái... Thôi lấy cho chị cái giò này đi. Chị ơi chị lấy giò này đi. Nó hé nở mới hé mà. Em thấy cái giò này á, nó nhiều mầm lắm chị ạ. Mà đang hé nở nữa. Mình lấy giò này chị nhá. Thơm lắm luôn á. Này là đen đen xuân. Đây là dòng mini. Còn trên đây là dòng to. Cái đây là nhà em đen xuân đây là hàng đài nhá. Cho nên là cây rất là khỏe luôn. Khỏe lắm luôn á. Này. Gieo hạt đó chị. Gieo hạt. Tiền một... Cây đó là dòng 500, cây đó là lai 5 cánh trắng rồi em ạ. Đó là ra lai của 5 cánh trắng.
Cho đây em. Em cứ xem đi, em xem. Em qua đây. Dạ, của chị Trần Lân. Đây, à, đây có chị hai cây này. Lấy chậu đen rô mầm mập. Mầm mập. À, anh thích lấy đen rô mầm mập. Mầm mập như này nhá, giá lại rất là rẻ luôn nhá mọi người ơi. Cây này lại giá lại rất là rẻ luôn nhá, giá chỉ có 200k thôi. Bác Tùng Nguyễn này. Cây này giá chỉ có 200k thôi ạ. Tùng Nguyễn có lấy luôn chậu này không? Anh Giáp ơi. Giá ít hoa là tại vì chắc là dạ 300k. Giá ít hoa là tại vì anh chăm sóc một ít đấy mà. Cái chầm rồng đỏ là dễ nhất luôn á. Mà không chăm sóc được nữa là thôi đấy nhá. Rồi, có dòng thân thủ đẹp nữa, có nhiều mà Hương Lily. Tùng Nguyễn này, Tùng Nguyễn có lấy cái loại đen rô này chỉ có 200k không? Cây đang rất nhiều đây này, đen xuân nhá. Chầm 990 có luôn. Nhưng mà đang mới đang nụ thôi nhá mọi người ơi, chầm 990 đang nụ nhá. Giá chỉ có 200k thôi Tiến Lê ạ. 200k thôi đang nụ. Nào Tùng nào, Tùng Nguyễn Tùng nào có chốt 200k cây đen xuân này không này? Đang rất nhiều mầm này. Bình đâu? Bình nhà em đây này, đang phục vụ cho em đây này. Hai đó. Bác Giáp. Xin lỗi đi. Cái đó là hai em dễ thôi, tí nữa đợi tí. Cho em xem đi. Rồi ok, cho xem đi. Thân thủ anh lấy cho em cái loại thân thủ kia. Thân thủ đen sân 200k ok rồi. Khoa Nguyễn Văn này. Lấy chậu giống bác vừa rồi tím đậm. À lấy loại chậu đó là 300k. Rồi ok, của bạn Tùng Nguyễn đây nhá. Đen xuân địa lan xỉ tết đây đấy, đen đen xuân, đen rô xuân. Tùng Nguyễn này, rồi giờ đây của Tùng Nguyễn nhá. Hoa hồng đỏ này, Phương Anh Lê Anh, anh chọn cho chị Phương Anh Lê Anh một chậu hoa hồng đỏ đấy. Hôm qua mới than mới hết tiền rồi mà. Hôm qua anh gặp chị à? Đâu thấy đăng Facebook. Than là than chứ mua hoa là mua hoa chứ. Em thấy mua hoa em. Em còn cầm cốp ở nhà đi để em mua hoa cơ mà. Ôi Phi đây không biết là Phi bao nhiêu nữa ta. Nhưng mà cái cây này nó rụng mất rồi. À, cái gì đấy nhỉ? Bạn gì đấy nhỉ? À, Hương Lily này. Hương Lily này. Cây nó to đùng to đoàng đây này. Đây thân thủ đây, thân thủ đây. Mập nù đây, giá 300k. Cây to ơi là to luôn á. Phi đây là phi. Đây này bằng phải gần hai ngón tay này. Nhìn thấy chưa? 300k. 300k nhá Hương Lily nhá. Gì nữa nhỉ? Còn bạn gì nữa nhỉ? Khoa Nguyễn Văn này, đen sân 200 này. Anh ơi chốt cho Khoa Nguyễn Văn đen sân 200 này. Anh em lại không thấy cái bút đâu, đưa đây cho em. Đây. Khoa Nguyễn Văn này, bạn có mấy đơn này? Nhưng mà mấy đơn hả? Không giờ mấy đâu nhỉ? Nhiều mầm gốc à, mầm gốc thì anh ơi đây này. Anh cứ để nguyên ra đó cho em đi. Khoa Nguyễn Văn đang có. Tùng Nguyễn này, Tùng Nguyễn có đồng ý cái giò này không này? Này anh này, cho bạn Tùng Nguyễn nữa này. Nếu mà có đơn thì em phải ghi đơn vào đây chứ không nào. Đây đây em để gộp đơn này. Mà phải biết tìm chứ không mà tìm nó ra. Đây. Tùng Nguyễn này. 300k này. Gộp đơn này. Rồi. Rồi còn em ơi, còn nhá, chị sẽ gửi bưu điện cho em nhá. Có đấy, để chị đóng rồi chị gửi bưu điện cho. Nguyễn mình có rồi mà.
Tùng Nguyễn, nhưng mà đó là cây khác, cây sao Thiên Vương. À, đó 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 đó. Rồi Tùng Nguyễn là ba đơn nhá. Xin chào em trai. Lấy chậu khác. À anh ơi, anh lấy cho em chậu khác đi Tùng Nguyễn đấy. Bỏ cái chậu có hoa ra đây cho em. Mới like có 2 tiếng rưỡi. Nhiều nhiều em tiết xe vào đấy, xăng rẻ lắm. Có mà, nhưng mà bây giờ chưa, hàng mới thì chưa về được, đang bị tắc. Đang tắc chưa về được. Còn hàng hôm nọ em xem thì đang còn. Sao Thiên Vương nào, Sao Thiên Vương 250k một giò nhá. Đây em cứ lấy như này để cho mọi người xem, mọi người thích cái loại gì thì để em lên loại đó nhá. Giá hạc lai chớp này 280k một giò, đẹp chưa? Rất rất nhiều luôn. Không, vẫn cái loại đó, loại mầm đẹp đấy này, lại đây này, nhưng mà là cái nhiều mầm đi. Vâng. Không cần hoa cũng được, miễn là đủ mặt hoa cho người ta là được. Rồi 280k này. Em bắt đầu em đọc giá cho mọi người xem nhá, rồi ai có đặt gì thì ai bốt giá cho em nhá. 250k này, phát tài này, trầm phát tài này. 250k sao Thiên Vương này. 250k hàng Cửu Long này, Cửu Long nhá mọi người nhá, Cửu Long có mặt bông luôn nhá cho mọi người để đỡ bị nhầm nhá. Rồi hết rồi đó. Bây giờ em chào mọi người nhá, để em đi ăn cơm nhá. Xong rồi em sẽ đóng hàng này, còn ai đặt thêm thì sẽ vườn ở trên Đông Cương bạn ơi. Còn ai đặt xem thì cứ ai bóp vào trong tin nhắn nhá. Tùng Lê này, anh đưa đây cho em để em giòn, em đưa nốt cho Tùng Lê này. Ui cái giòn này. Cái này để cho chị ấy. Đây. Wow, Tùng Lê ơi. Không có mặt hoa Hương Lily ơi. Ờ giờ đó chị Trần Lân ơi, chị Trần Lân còn ở đó không? Chốt một sao Thiên Vương 250k rồi. Hoa Nguyễn Văn chốt một sao Thiên Vương 250k. Dạ. Để đủ mà. Để cho chị Trần Lân cây to, chậu to. Cứ lấy cho chị Trần Lân chậu to. Dễ Lê Hoàn không? Khoa Nguyễn Văn này, một sao Thiên Vương này. Một sao Thiên Vương này. Ok nhá. Ông kẹ Lê Nam trầm Cửu Long này rồi, ok. Ông kẹ Lê Nam, khách thân thuộc của nhà mình. Nhưng mà lên cái đầu mình thấy có rồi nhỉ? Có đó. Gộp đơn. Ông kẹ Lê Nam này, Cửu Long này. Cửu Long đây nhá em ơi. Đây một thân là chưa hoa này, một thân có hoa rồi nhá, chị lấy cho em nhá. Tùng Nguyễn này, Tùng Nguyễn ok cái chậu to này. Chậu này rất là nhiều thân nhá, bạn Tùng Nguyễn nhá. Này Tùng Nguyễn ok rồi này, đổi cái giò đó đi cho Tùng Nguyễn này. Đây là của ông kẹ Lê Nam này. Hai trăm năm mươi em ơi, em trai ơi, 250 nhá. Dạ. Cái gì hả anh? Tùng Nguyễn chưa ghi. Tùng Nguyễn à? Em cứ làm. Khoa Nguyễn Văn một sao Thiên Vương này. Em nên bỏ này ra đây, em đừng để này chỗ này cho nó ghi đơn vào đây chứ em cứ vứt tùm lum này. Anh bảo em cần cựa chỗ nào đó hả anh? Xếp vào khay á. Cứ chửi vợ, không ai bảo. Này, Cửu Long này cất ra đó cho em này. Để biết mà. Rồi ok nhá, em yên tâm, nếu mà không phải màu tím đậm mà em cứ phạt một gấp 10 lần cho chị. Rồi chị cảm ơn em. Hoa Lan Quốc Huy này, một chậu Thiên Vương đậm này, nhiều thân này, một chậu Trầm Biên cũng nhiều mầm. Bạn Quốc Huy ơi, Thiên Vương Trầm Biên không có nhiều mầm đâu bạn ạ. Anh ấy cố gắng chọn cho em lấy cái hai mầm anh. Hai mầm thì có chứ còn hai mầm thôi, hai mầm là được rồi. Hoa Lan Quốc Huy một chậu Thiên Vương đậm nhiều thân này. Rồi ok này, để tớ bắt chọn cho cậu này. Không có nhiều mầm đâu.
lô, lô này. Bạn ơi, bạn Hoa Lan Cốc Huy ơi, tớ sẽ lấy cho bạn cái chậu này nhá, nhưng mà nó chỉ được có hai cái nụ để cho bạn xem hoa thôi. Đây, không biết lên này. Dạ. Ờ, đúng rồi, đó, đúng rồi. Ơ, thế thì em đã chọn rồi, còn gì? Rồi, thế thì đã có rồi, còn gì? Đã chọn lúc này. Chỉ lại đi. Rồi, đúng rồi. Bạn Hoa Lan Quốc Huy nào cho mình địa chỉ và số điện thoại bạn ơi, với lại một chậu trầm biên, anh biên hai mầm đâu. Anh chọn được cho em chưa? Được. Hoa Lan Quốc Huy mà. Chửi à? Không làm cho à, lại còn thiệt nữa. Tội gì mà chửi. Ờ được rồi, được đây. Bạn Hoa Lan Quốc Huy ơi, có cây này rất là đẹp luôn này, nhưng mà nó lại chưa có nụ bạn nhá. Cây này nhỏ này, chưa có nụ nhá, cây này rất là đẹp luôn, có một cây duy nhất thôi. Đây. Hai cây của bạn đây nhá. Hai chậu của bạn này rất là đẹp luôn này. Hoa Lan Quốc Huy cho mình địa chỉ và số điện thoại bạn ơi. Này, đó là em hiền rồi nhá. Đang có người xui em chửi lại anh đi đó. Anh này, bỏ đó cho em này. Bạn ơi, nhắn tin vào trong Messenger nhá. Một người em và mua quen của mình. Được. Anh có dám nói lại khách hàng không? Từ từ đã, ghi tên vào. Rồi đây, 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 đây. Hoa Lan Quốc Huy đây. Từ từ nó dít thật. Bạn cho mình địa chỉ và số điện thoại nhé bạn nhá. 500k 2 cây nhá. Wow. Còn 5 cánh trắng họng hồng này. À, còn phi điệp Lào nhá. Mọi người ơi, nhà mình đang có phi điệp Lào, nhưng mà ám mắt châu lưng xanh cũng có nhá. Đang có. Và những cái dòng này là năm ngoái mình đã bán có mặt hoa rồi. Nhưng mà năm nay thì anh cho em một vài chậu Lào đây này. Lào. Năm nay thì mãi tháng 7 hoặc là tháng 8 là mới bắt đầu nở hoa cơ. Cho nên là thường là mình sẽ là khi nào mà anh cho em. Đây là dòng phi điệp Lào nhá mọi người nhá, mình đảm bảo 100% luôn nhá. Đây là dòng phi điệp Lào này. Và nó nở ra rất nhiều bông mắt châu tràn diền với lại ám mắt châu lưng xanh này, cái dòng đây này. Nhưng mà mình cũng bây giờ mình cũng chưa bán bây giờ luôn, để khi nào mà có hoa đã rồi mình bán cho mọi người xem hoa trực tiếp nhá. Không có bán nhiều khi sai cây rồi mọi người lại nói này nói kia. Rồi đấy, một số với lại là 6 mắt nhá, phi điệp 6 mắt thì nhà mình cũng rất là nhiều. Nếu mà mọi người đợi đến khi có hoa thì mọi người mua sẽ chuẩn mặt bông hơn nhá. Chầm 6 mắt, phi điệp 6 mắt này. Rồi, mọi người ơi, rất là cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhá. Cảm ơn rất là nhiều nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.